Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình livestream từ Phiêu Đồng, kênh Phiêu Đồng Bát Hồ. Kính chào các bạn. Bây giờ là 8 giờ. 8 giờ nhé. 8 giờ, gần 8 giờ. Còn tí xíu nữa. 8 giờ tối. Giờ miền Đông Canada. Xin lỗi, giờ miền Tây Canada. Lộn hoài. 8 giờ tối giờ miền Tây Canada nhé. 12 giờ đêm giờ miền Đông Canada. Và tương ứng với 8, 9, 10, 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Kính chào các bạn. Kính chào quý vị. Cho tôi gửi lời chào trước tiên nha các bạn. Đề tài hôm nay là có những người chào Bác Hồ. Bác Hồ ngủ rồi, Bác Hồ ngủ rồi. Đề tài hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn có ba cái đề tài nhỏ, đề tài lớn có ba cái đề tài nhỏ. Cái thứ nhất tôi chia sẻ với các bạn kinh doanh thời dịch bệnh ở Việt Nam vô cùng bá đạo. Cái thứ hai, vì sao Việt Nam phải mở cửa trong khi cái tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp. Cái thứ ba, nội dung thứ ba là người dân ở thành phố có muốn về quê trốn dịch có dễ dàng hay không? Và tại sao lại như vậy? Đó là ba cái nội dung mà tôi xin phép trình bày với các bạn trong cái buổi livestream này. Quan trọng đúng không các bạn? Vô cùng quan trọng. Cho tôi chờ xã giao tí nhé. Trong khi đợi đủ trăm người. Chào xã giao nhé. Hello. Hello. Chào chú bộ đội. Chào bộ đội nhé. Chào Tí Hoài, Anna Lương. Chào Nước Mắm. Chào Quốc Hát. Chào Hoài Lâm, Vinh Ngọc, John Ha. Đeo kiến vô đọc lộn chữ chết mẹ. Chào Quân Quân Kana Okata. Chắc bạn ở Nhật Bản quá. Chào Nhất Lễ Nhi Luôn. Nhất Lễ Nhi Luôn, Tam Hồ Tứ Xú. Chào Đạo Phong, Diệp Nguyễn, Giang Võ. Giang Võ chào chú Phiêu, đang đọc sách Hành Trình Từ Xóm Đỉ Tới Canada của chú, rất hay. Đó là lời của bạn Giang Võ nói nha. Nhân tiện tôi giới thiệu cuốn sách của tôi mà bạn Giang Võ đọc. Bạn này kêu tôi bằng chú, chắc là còn rất trẻ, đang đọc và khen sách của tôi rất hay. Đường link bên dưới, ngay cái phần mô tả này các bạn. Đường link bên dưới nha. Nếu bạn nào đọc bằng máy tính á, thì đường link bên dưới. Còn bạn nào á, mà muốn đọc trên điện thoại nha. Rồi, thì các bạn vô cái app gọi là Play Store nha. Và bấm vào cái tab là Books. Tôi không biết bạn dùng tiếng Việt là gì, sách đúng không? Và các bạn gõ cái tên tác giả, tôi là tác giả Phiêu Đông, đóng ngoặc, mở ngoặc, tìm cho dễ. Bấm một cái, thì nó sẽ hiện ra những cái sách của tôi. Và các bạn nào thích đọc sách nào có sách đó, bán rất rẻ bao nhiêu hết. Hành trình từ Xóm Đỉ đến Canada, tôi viết hai tập. Nếu bạn nào muốn mua rời tập 1, tập 2 cũng được. Tập 1 là nói ở Việt Nam, tập 2 là nói ở Canada. Còn mà mua cả hai tập á, vô một cuốn luôn, thì tất nhiên giá nó rẻ hơn, rẻ bao nhiêu tôi cũng nhớ nữa, không có bao nhiêu hết. Và cuốn sách thứ hai là một cuốn sách nói về cuộc sống Canada và định cư, là 60 câu hỏi cuộc sống Canada và định cư. Và cái e-book thứ ba mà tôi viết đó là kiếm tiền tại gia cùng với Phiêu Đồng. Ba cuốn sách này các bạn tôi để trên Google Play Book, mời các bạn đón xem. Hồi nãy có một cháu Giang Võ nói cháu đang đọc sách của chú đây rất hay, tôi bảo đảm các bạn không hay không lấy tiền. Tôi là nhà văn mà nhé,
Tôi là nhà văn nữa, tôi có dở nhiều nghề lắm, cắt cỏ, nhổ lông, cạo móng, cạo lông và nhà văn nữa nha. Tiếp tục. Chào Tim nha. Chào Thảo Nguyên, Thanh Phạm, Thiên Văn. Chào Kim Nha Khoa. Nhổ răng, nhổ răng. Chuẩn bị tuần sau đi clean răng. Chào Kim Ún. Kim Ún tay luôn hả? Thu Huỳnh. Chào, muốn sống thì về quê. Bạn nào nói như sau: bà con nên nhanh chóng về quê khi Sài Gòn được mở cửa, ở lại sẽ bị kẹt nữa đó nha. Tại sao tôi đọc cái này? Tại vì nó có liên quan đến đề tài tôi sắp trình bày. Chào Tuấn Phương Phạm. Phạm Tuấn Phương. Chào gà tre. Trời, gà tre ăn ngon lắm phải không? Gà tre tuyệt vời lắm. Xin chào tất cả các bạn. Đủ 100 người đó, 99 người. 100 người rồi bắt đầu làm. Tôi khỏe lắm, uống miếng nước rồi nha. 100 người mới làm. Còn dưới 100 người tôi nói chuyện, tôi mà đỏ cái ông khùng, ông nói chuyện ai nghe hết trơn, ông nói. Tôi sợ cái tôi khùng nên tôi đủ 100 người tôi làm. Tôi cố gắng tôi nói trong vòng 60 phút. 60 phút nha. Bây giờ có cái watch, có cái clock đây rồi nha, đồng hồ đây rồi nha. Đồng hồ chứ tôi để bên này, tôi sẽ coi bên này, tôi nhìn cho dễ. Đồng hồ nhiều lắm, kệ nhìn cho rõ. Kính chào các bạn. Bây giờ tôi đi lần lượt từng đề tài một các bạn. Các bạn biết rồi, kinh doanh thì rõ ràng ai muốn kiếm lời cả. Bình thường đã là kinh doanh là phải có lời. Nhưng mà nói vậy cũng tùy tùy tình hình, chứ không phải lúc nào mình cũng đè cổ người ta mình lấy lời cả. Đồng ý là mở kinh doanh ra là phải kiếm lời, chắc chắn như vậy, tại vì ngoài ra còn nhiều chi phí khác nữa. Nhưng mà nhiều khi cái người doanh nghiệp á, người ta cũng phải biết một cái hy sinh gì đó, chứ không phải lúc nào cũng đè cổ người ta ra kiếm lời, nhất là trong những lúc mà người ta rất khó khăn mà mình đè cổ mình kiếm lời, đó là cái loại kinh doanh vô đạo đức. Kinh doanh vô đạo đức, tàn bạo tới cái mức như vậy. Mà cái chuyện này ở Việt Nam nó xảy ra không biết bao nhiêu lần các bạn, không biết bao nhiêu nhiêu thời gian qua, rất là nhiều nhiều chuyện. Ngay cả cái chuyện dịch bệnh thế này, cái này gọi là đại dịch nha, đại dịch nó ghê gớm lắm. Từ ngàn xưa đến nay, đại dịch đến trong đầu ngón tay hết các bạn, đến trong đầu ngón tay không bao nhiêu đại dịch hết trơn. Đây là một trong những cái đại dịch mà ghê gớm lắm, nhìn nó đơn giản vậy đó. Cái con virus nó nhỏ xíu, mình chả bao giờ mình thấy biểu hiện. Khi con virus tấn công mình nó cũng có gì mà lo ngại, giống y cảm cúm vậy, nó xem như vậy. Nhưng mà đó là đại dịch ghê gớm, nó phủ sóng toàn cầu. Thì lẽ ra những người kinh doanh bình thường người ta cái lời mình nói rồi, mà trong lúc cái đại dịch này là lẽ ra phải đóng góp tích cực cho cộng đồng, mình có cái gì mình đóng góp cái đó. Nhưng mà không, ở Việt Nam nó bá đạo lắm. Không, mày chết kệ mày, mày khó khăn kệ mày, mày bệnh kệ mày, tao tận dụng cơ hội đó, tao lấy tiền. Người ta không có đạo đức. Chính vì cái nền giáo dục cộng sản nó rất là vô thần, nó không còn có tính người. Cho nên những cái nhà kinh doanh, những cái con người mà người ta lớn lên, người ta học hành từ một cái chế độ bá đạo như vậy, người ta mất cái tính người đi. Người ta coi cái đồng tiền rất là to. Như tôi nói, những lúc dịch bệnh thế này, lẽ ra doanh nghiệp phải hỗ trợ người này người kia, giúp đỡ người này kia, còn không giúp thì thôi. Còn không thì mua về bán giá hệ vốn cũng được, không muốn lỗ cũng được, không cần giúp cũng được, bán hệ vốn từ những chi phí lương bổng vận chuyển vân vân cũng được, nói chung là hệ vốn lời zero cũng được, mình vẫn chấp nhận được. Đằng này nó kiếm lời mình rất là ghê, tàn bạo như vậy chứ. Nhưng mà các bạn thấy không, một cái con người Việt Nam mà được đào tạo từ một nền giáo dục cộng sản Việt Nam, nó trở thành một con người tham lam, độc ác, vô vị luôn. Cụ thể tôi nói ở đây này, rất là nhiều thứ mà tôi dẫn chứng trong cái mùa dịch bệnh này. Người ta mua cái que thử COVID-19 mà tỷ lệ lời bao nhiêu, các bạn tính giùm tôi một cái.
cách đây hơn một tháng tôi có làm một cái đề tài này, cũng tương tự thế này, mà tôi cũng nhớ đại khái tương tự thế này. Bộ Y tế phát hiện ra một cái nhà thầu là một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế đưa cái giá, cái giá mua cái gì tôi cũng nhớ, chắc là bộ kit đấy, bộ kit đưa cái giá bộ kit như giá trên trời để mà bán cho Bộ Y tế, để mà Bộ Y tế mà đi bán lại cho các cơ sở. Bộ Y tế phát hiện ra giá trên trời, và tôi làm cái video đó, lập tức chính quyền Việt Nam chặn ngay, không cho người Việt Nam xem. Bây giờ tôi nghĩ cái video này cũng sẽ bị chặn, nhưng mà qua, nhưng mà tôi cũng phải nói chặn thối cái đấu cấm. Ít ra tôi nói với các bạn nghe cũng cỡ chục hai chục ngàn người, tôi thấy đủ rồi, chặn cũng được không sao cả, tôi nghĩ chắc chắn sẽ chặn. Và đến bây giờ là que thử cái que tập lá thọt thọt cái mũi vậy mà nó cũng ăn chặn được. Trước đây nó ăn chặn cái bộ kích lớn, thử gọi là thử chậm để cho nó dễ hiểu, mà nó còn ăn được, ăn tàn bạo gấp giá gấp 5 gấp 6 lần lần. Mà bây giờ ngay cái que thử thôi vậy mà nó cũng ăn được, ghê gớm vậy. Một cái đạo đức con người mà coi như là con người mà học từ cái mái trường chủ nghĩa xã hội, nó trở thành một cái con người tham lam bủn xỉn và tàn ác tàn bạo như vậy. Các bạn, tôi đang nói doanh nghiệp ấy, doanh nghiệp chắc chắn doanh nghiệp này là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế. Bây giờ tỷ lệ lời của họ như thế nào, các bạn tính giùm tôi nha, tôi để các bạn coi này. Đây, bộ kit test nhanh giá gốc chỉ 25.000 đến 35.000 đồng, tức là người ta quy ra tiền Việt, tức là giá khoảng 1,5 đô la cao nhất. Nếu mua nhiều á thì giá chỉ 1 đô la thôi, đại khái tôi đọc hết các bạn được rồi. Giá trong nước bán 80.000 đến 200.000. Vì sao? Báo viết là từ 80.000 tới 200.000, nhưng mà có bạn bình luận tới cái của tôi là 280.000. Rồi có người nó là 380.000, giá nó lộn tùm phèo hết. Tôi có làm cái đề tài này, tôi làm cái video ngắn ngắn 1 phút tôi nói hồi trưa á. Cho nên bây giờ tôi rảnh tôi làm luôn cái đề tài dài. Các bạn tính giùm tôi hiện cái tỷ lệ lợi nhuận có bao nhiêu? Vô cùng tàn bạo. Bình thường là giá khoảng 1,5 đô la thôi nha. 1,5 đô la tính ra khoảng 30.000 tiền Việt. Cỡ 30 35.000 thôi. Nếu trường hợp mua bình thường, còn nếu mua nhiều nữa thì giá chỉ còn 1 đô la thôi. Mà về bán cho người ta giá như vậy đó, từ 80.000, 8 hồi họ thông báo tôi trả kia 80.000 tới 200.000, nhưng mà có nhiều bạn nó bán tôi 380.000 luôn. Chết mẹ, mà thử miết thôi, cứ thọt miết 2 3 ngày thọt một lần hết tiền luôn. Kinh khủng vậy đó các bạn. Nó ăn lời trên đầu trên cổ người ta, lợi dụng lúc dịch bệnh này, lợi dụng chấm dứt những khó khăn này, muốn ăn đầu trên cổ người ta. Nhưng mà có những người các bạn biết đó, buộc họ phải test. Có những người bắt buộc phải test, mà Việt Nam là lấy tiền. Cái chuyện mà nhà nước lấy tiền là hết sức bá đạo rồi. Tôi chưa thấy có cái nước nào mà test Covid-19 mà lấy tiền cả. Tôi chưa thấy nha. Có thể tôi không biết, mà tôi chưa thấy. Nhà nước mua về là thử miễn phí cho dân, chứ tôi chưa thấy ai lấy tiền của dân hết. Có thể cái nước nào có tôi không biết, nhưng mà có lẽ hiếm quá cho nên tôi không biết. Mà tôi đọc báo thường xuyên, tôi nghe đài thường xuyên. Hình như chỉ duy nhất Việt Nam độc nhất vô nhị, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lẽ ra là phải mua về và test cho dân miễn phí để phát hiện ai nhiễm Covid-19 thì mình chữa trị cho họ, nguyên tắc là như vậy. Để không, thằng nào test tiền 200.000, có người đó 380 tôi không biết là bao nhiêu, lấy tiền hết tôi thằng tật. Ở bên chúng tôi này thử miễn phí có ai lấy tiền đâu. Nhưng mà nếu trường hợp có nhu cầu đi chơi thì họ mới lấy tiền. Có nhu cầu đi chơi họ phải lấy tiền. Tại vì anh kiểm tra Covid để đi chơi. Ví dụ bây giờ tôi qua Mỹ chẳng hạn. Tôi muốn qua Mỹ đúng không? Thì người bên Mỹ người ta yêu cầu là tôi thích chích 2 mũi vaccine. Vaccine cái thứ hai là phải ít nhất 14 ngày. Cái thứ hai bên Mỹ họ yêu cầu tôi là phải đi test Covid-19. Thì tôi đi test. Chính phủ Canada không có miễn phí cho tôi. Tại vì tôi đi chơi tôi phải trả tiền. Tiền tổng cộng lấy 100 đô là cho mày hết đi luôn. Hình như 100 đô cho mày hết đi luôn. Người ta không khuyến khích mình đi chơi trong cái thời buổi này. Nhưng mà nếu đi thì phải trả tiền. Tại vì thật ra cái que thử đó rất là rẻ tiền.
Nhưng mà cái tiền phí của Canada ăn cao là do tiền công. Bên này là cái labor cost, tức là cái phí lao động rất là cao. Mà cút cho mày 100 đô cho mày hết đi luôn, người ta không thích mình đi, người ta không muốn mình đi, là dịch bệnh này người ta không muốn mình đi, muốn đi chơi phải không? Lấy trả tiền. Chứ còn bình thường tôi chẳng hạn, ví dụ tôi đây chẳng hạn, mà tôi chỉ nói là tôi có cảm giác là bị cảm sổ mũi khó chịu và tôi muốn kiểm tra Covid-19, người ta lập tức người ta đem tôi đi thử liền, hoàn toàn miễn phí, thử chậm thử nhanh gì được hết trơn, hoàn toàn miễn phí. Và khi tôi họ phát hiện tôi là bị cho dù tôi bị cảm nữa, họ không cho tôi thuốc cảm nữa. Và nếu tôi bị nhiễm Covid-19, họ lại chữa tôi hoàn toàn miễn phí, không lấy một đồng nào hết á. Thậm chí tôi bị nặng, tôi vô bệnh viện, tôi nằm ngay chứ, tôi cũng trả đồng nào cả, không có trả tiền viện phí, không có trả tiền bác sĩ, thậm chí ăn 3 bữa miễn phí luôn. Và người nhà tôi chỉ trả một phí duy nhất, đó là phí gửi xe, nếu đi xe. Phí gửi xe ngày 3 đô, gọi là parking fee, hết, không có gửi cái gì cả. Cho dù tôi nằm ở bệnh viện cả năm nữa, họ cũng lấy tiền tôi. Vậy quê hương ở đâu các bạn? Nhân tiện tôi nói các bạn, vậy quê hương tôi nên chọn ở đâu? Tôi nên chọn Canada làm quê hương hay là tôi nên chọn Việt Nam làm quê hương? Tất nhiên nếu hỏi tôi chọn cả hai, nhưng mà tôi vẫn thích sống ở Canada hơn, tại vì nó hỏi như vậy đó. Ở đây người ta không phân biệt da trắng, da vàng, da đen gì hết. Cứ vô bệnh viện là người ta chữa vậy đó. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn, cái que thử đó mua giá đô rưỡi mà về bán người ta tới 200-300 ngàn, mà gần như là chặt đẹp hết luôn, gần như lấy tiền hết, cũng làm tiền rất tàn bạo trên xương máu của người dân, lợi dụng cái đại dịch này làm giàu trên đầu trên cổ người ta, mấy cái thằng doanh nghiệp mắc dạy vô nhân tính. Bá đạo thì tôi lãi luôn, ăn trên đầu trên cổ, nó không có tin người. Tôi hỏi như vậy, tôi hỏi các bạn như vậy, cái doanh nghiệp như vậy thì làm sao mà nó làm từ thiện được các bạn? Làm sao mà nó làm từ thiện? Nếu các bạn thấy mà nó làm từ thiện, nhưng mà thực tế nó vẫn có làm từ thiện đấy, bạo lụt cái gì nó còn đi góp nơi như vậy, các bạn thấy không? Cái tâm tính con người như vậy, nó ác độc như vậy, nó tham lam như vậy, mà họ làm từ thiện là chẳng qua từ thiện để là cái cớ để người ta khuếch đại sản xuất, khuếch đại cái sản phẩm, khuếch đại cái thương hiệu mình, khuếch đại cái doanh nghiệp mình lên mà thôi. Mục tiêu là vậy thôi, chứ người ta chả có thương người thương đồ gì hết. Người tham lam ác độc như vậy mà từ thiện cái gì? Cho nên nếu các bạn sau này mà thấy mà mấy thằng này lo làm từ thiện, thì rõ ràng người ta làm từ thiện láo. Người ta lợi dụng từ thiện để người ta khuếch trương cái sản xuất kinh doanh người ta mà thôi. Và tôi còn dám khẳng định với các bạn, đa số doanh nghiệp ở Việt Nam là vậy. Đa số doanh nghiệp mà người chủ Việt Nam là vậy cả. Toàn mấy thằng tham cả. Mấy thằng tham mới gian cả. Người ta không có đạo đức, tại vì người ta được đào tạo từ một cái nền giáo dục vô nhân tính như vậy, vô cảm như vậy. Sinh ra, khi người ta lớn lên sinh ra những con người nói như vậy đó. Tàn bạo lắm. Mà bây giờ ai chịu? Toàn người nghèo chịu chứ ai chịu? Toàn là dân chịu. Nó vơ vét cái gì nó còn vơ vét hết. Đó tôi nói doanh nghiệp nha. Nhà nước cũng vậy. Nhà nước bật đèn xanh thì nó mới làm vậy. Chẳng có nó ăn chia không đều, bây giờ nó bung ra nó báo thôi. Thật các bạn, nó ăn chia đều, nó im nhau và lũ rồi. Đó là cái bột thử cái mũi bình thường thôi. Còn các bạn nhớ cái bữa trước mà cái doanh nghiệp nào đó nhập thuốc Ấn Độ về, nhập cái thuốc đặc chủng mà để trị Covid-19, nó còn nâng giá biết bao nhiêu lần. Không biết có phải thằng Vượng Vin không, biết thằng nào. Cũng thế cả các bạn ơi. Không những cái mùa này, cái mùa nào nó không vậy hết á. Nó ăn được, nó ăn, nó chặn. Mà rõ ràng là cái bộ phận chính quyền, người ta bật đèn xanh, họ biết làm, còn điều tra thừa sức dĩa om. Lên Google search ra giá liền rồi. Nhưng mà cái im với nhau vậy đó. Đến khi mà ăn chia không điều, tức nhau, múc nhau, trâu buộc ghét trâu ăn thì nó bùng ra, chúng ta xem thôi. Thật ra mấy cái chuyện là tôi bây giờ tôi chú ý, tự nhiên báo viết tới mặt tôi chia sẻ các bạn, tôi cũng chả để ý mấy cái chuyện này. Tôi nghĩ ai mà đi làm cái chuyện đó, vậy mình có làm được hay. Kinh dị.
đó là doanh nghiệp, còn nhà nước nó không thế. Cái nhà nước nào chính quyền nhân dân, chính quyền nào là nhân dân, nó y chang vậy. Nhận tiền, kêu gọi đồng bào đóng góp tiền mua vaccine, đóng góp thành quỹ mua vaccine, nhưng mà không mua, đi xin vaccine về bán lại cho dân. Trời ơi, trời, tôi lại. Cho nên tôi có làm một cái đề tài là Cộng sản Việt Nam kinh doanh rất giỏi, quá giỏi đấy chứ, quá bá đạo đấy chứ. Huy động tiền người ta, huy động tiền 38 để đi mua vaccine về chích cho dân là cái chuyện đã sai rồi, nhưng không ai làm cái chuyện đó cả. Duy nhất Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm, đóng góp thành quỹ, nhưng mà không dùng cái quỹ này đi mua, để đó chơi rồi đó, để nó làm việc khác. Rồi bắt đầu xin vaccine về, đi xin về gọi là ngoại giao vaccine, thật ra nó đi xin mẹ đi, đi xin vaccine về rồi dùng vaccine đó đi bán lại cho dân. Tôi lại các ông luôn, kinh doanh giỏi, xuất sắc, đó là Cộng sản Việt Nam. Tôi hỏi các bạn, một cái nhà nước, một cái chính phủ vậy mà bọn màu đỏ hỏi tôi, mày không có quê hương, tao ỉa than quê hương của mày, xin lỗi nha. Quê hương đây tôi ý tôi nói Cộng sản, chứ không phải đất nước Việt Nam của tôi. Tôi ỉa than chính quyền của mày. Quê hương tôi vẫn còn đó. Nhưng mà tụi bay làm những cái chuyện mà tôi không thể chấp nhận được, những cái chuyện vô cùng bỉ ổi, vô cùng mất nhân tính. Tôi lại luôn. Đó là nội dung thứ nhất mà tôi chia sẻ với các bạn. Nội dung thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn là tại sao Việt Nam phải mở cửa lúc này. Như vậy mở cửa gần hết rồi đúng không? Chỉ còn ở miền Nam thôi, còn miền Bắc cũng đã mở rồi, mở hồi Tết Trung Thu. Tôi nhớ dân Hà Nội đi chơi rất là nhiều. Rồi miền Trung cũng đã mở từ từ hết rồi. Tây Nguyên thì ít bị, Tây Nguyên ở trên cao, rộng rãi thoáng mát, ở quê ít bị lắm, tôi đã nói các bạn rồi. Cái chỗ nào thoáng mát, rộng rãi thoải mái, chỗ đó ít bị lắm. Tây Nguyên ngon lành, ở vùng quê ngon lành, cũng có nhưng mà lây ra. Và bây giờ chỉ có miền Nam là chậm nhất này, nhất là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này. Nhưng mà ngày đầu tháng này người ta mở, tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tôi đã ngay chóc rồi. Tôi biết tình hình nữa. Đầu tháng nay người ta sẽ mở nhưng mà mở trong khuôn viên đó thôi. Các bạn có hình dung với là các bạn trước đây các bạn bị nhốt trong nhà, nhà nào nhốt nhà đó, người ta khoanh vùng hết, rồi thằng nào bị nhiễm thì nhiễm, thằng nào chết thì lôi ra đốt hết. Bây giờ những cái người đó nó hết rồi, những người đó nhiễm chết hết trơn rồi, chết sạch hết trơn rồi. Nhưng mà vẫn còn người nhiễm đấy, nhưng mà không phát hiện được, tại vì họ không đi thử, họ không biết, hoặc là họ bệnh mà họ không nói, giả chỉ nói chẳng đưa tại cách ly mà chết rồi. Cho nên cái số người đang nhiễm nó cũng còn rất là nhiều, nhưng một là nó không biểu hiện ra, hai là biểu hiện sơ, người ta nghĩ cảm cúm, người ta uống bình thường, ba là có thể bị người ta giấu. Nói chung là trong dân còn bị nhiễm khá nhiều, nhưng mà họ không biết ai nhiễm. Người ta biết có người nhiễm không? Thừa sức biết đấy chứ, nhưng mà người ta không có năng lực để mà có thể kiểm tra hết dân được. Về nguyên tắc các bạn này, nếu mà đủ điều kiện đó nha, kiểm tra Covid-19 toàn dân. Thậm chí một người kiểm tra hai lần như Singapore vậy. Ở Canada chúng tôi này, là bình quân một người là kiểm tra một lần. 34 triệu dân mà kiểm tra, 38 triệu dân mà kiểm tra cũng 37 phải mấy triệu lần rồi. Như vậy bình quân mỗi người Canada là kiểm tra một lần rồi. Như vậy ai bị nhiễm biết liền. Bên Mỹ tỷ lệ kiểm tra cao hơn, tới Mỹ là 320 triệu dân mà kiểm tra hơn 400 triệu lần. Như vậy một người là kiểm tra tới 1,2 triệu lần. Cho nên ai bị nhiễm là gần như biết hết. Nhưng mà Việt Nam á, mới kiểm tra Covid-19 với cái số lượng nhiều mới đây 1-2 tháng mà thôi. Nhiều thì nhiều vậy chứ vẫn chưa nhiều. Nhiều thì nhiều vậy so với Việt Nam mà thời gian đầu, chứ so với người khác không có nhiều. Và kiểm tra nhiều nhất á, là ở thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, nhưng mà cũng chưa nhiều so với người ta không có nhiều. Cho nên còn rất nhiều người nhiễm trong dân mà người ta không biết, tại vì người ta không có kiểm tra. Bây giờ vừa rồi thì phong tỏa từng gia đình, từng xóm. Bây giờ nói mở cửa ra
Nhưng mà thật ra là các bạn cũng chỉ đi quanh quanh nó thôi. Tức là bây giờ cái nhà mình nó rộng ra tí. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì bạn có thể đi quanh Hồ Chí Minh, thậm chí người ta rào theo quận nữa kia chứ, bây giờ người ta vẫn chưa có quyết định được. Người ta vẫn rào quanh thế này. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh là chỉ đi quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, ví dụ như vậy. Không có được chạy qua chạy về. Chạy qua chạy về là phải có điều kiện. Cho nên ngày 1 tháng 10 tới đây hoặc là sau 1 2 ngày gì đó nữa, nếu mà người ta mở cửa thì nói là gỡ phong tỏa, là gỡ cho oai vậy, còn thật ra là người ta phong tỏa trên diện rộng. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh là chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, Long An là Long An, Bình Dương là Bình Dương, Bình Phước là Bình Phước, ví dụ như vậy. Long Thành Đồng Nai, ví dụ như vậy. Rồi thì vậy là cũng được rồi, cũng đi lui tới cũng vui thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý này, mặc dù là họ làm chặt chẽ vậy mà tôi nghĩ làm từng bước như vậy giống ai banh là cái là chết liền, nhưng mà làm chặt chẽ vậy cũng không phải là không có rủi ro, người ta hạn chế thôi. Theo cái nhà khoa học nha, theo cái nhà khoa học để mà gọi là sống chung với dịch, tức là gỡ cái phong tỏa, thì là 2 mũi, tức là gọi full vaccination, tức là bây giờ định nghĩa đủ đủ gọi là đủ liều là 2 mũi, định nghĩa bây giờ đủ liều 2 mũi, phải chích 2 mũi ít nhất nha, là 70% dân số, ít nhất 70% dân số thì mới mở phong tỏa, mới gọi là sống chung với dịch, sống trong một cộng đồng lớn. Cho dù ở thành phố Hồ Chí Minh mà người ta làm chặt chẽ thì người ta mở cả thành phố Hồ Chí Minh này là cũng gọi là sống chung với dịch rồi, là trong phạm vi lớn rồi. Long An cũng vậy, cho dù mở ra chơi quanh quanh Long An cũng là lớn rồi, Tây Ninh cũng vậy, vân vân, cũng đã lớn rồi. Thì cái đó người ta gọi là sống chung với dịch, tức là mình cũng phải đi làm, đi ăn, đi chơi, đi bờ, đi sinh hoạt, vân vân. Nhưng mà nhà khoa học nói rồi, ít nhất cái tỷ lệ mà chích đủ vaccine tức là 2 mũi là 70% thì mới gọi là tạm gọi an toàn, tạm gọi thôi nhé, chứ không phải là 70% xong rồi đi xà lan là dịch bệnh không có, không phải chuyện ở đâu, cũng có nhưng vẫn hạn chế nhiều, tại vì trong 10 người có 7 người chích vaccine đầy đủ rồi, trong 100 người thì có 70%, 70 người là chích vaccine đầy đủ thì chỉ còn 30 người nó chưa chích thôi, thì vẫn có thể sinh hoạt được bình thường. Tất nhiên là cũng phải khẩu trang, rồi cũng phải cách nhau 2 mét, cũng phải làm tốt những cái động tác như vậy thì mới sống chung với dịch được. Nhưng mà đằng này Việt Nam chưa đạt cái tỷ lệ đó mà họ buộc phải mở cửa, người ta đắn đo rất là kỹ các bạn, chính phủ Việt Nam người ta đắn đo rất kỹ, thậm chí người ta bỏ phiếu với nhau nữa chứ. Tại vì cái tỷ lệ 2 mũi rất là thấp, thấp như thế nào lát nữa tôi trình bày với các bạn, để tôi nói cái lý do này cái đã. Tỷ lệ 2 mũi rất thấp, bây giờ tôi có số liệu bây giờ nó thấp này, bây giờ còn tới ngày 1 còn có mấy ngày nữa chứ mấy, thì khó đạt được, mà trong khi các chỗ khác mở cửa hết rồi, ví dụ Hà Nội mở, Đà Nẵng mở, miền Trung mở hết rồi mà họ phải mở cửa. Về nếu chiếu theo về mặt khoa học á, là anh không thể mở cửa được, tại vì cái tỷ lệ chích 2 mũi anh quá thấp và điều đó rất nguy hiểm cho xã hội. Nhưng chính phủ Việt Nam người ta căn cứ rất nhiều yếu tố và người ta quyết định buộc phải mở cửa. Vì sao vậy các bạn? Bởi vì đói quá rồi. Thứ nhất dân đói quá rồi. Bị phong tỏa coi như 3 4 tháng nay gần như đất cho người ta đồng bạc rồi, gần như như vậy, cho không đáng kể. Tiền cũng có mà gạo cũng có, gần như là tôi nói gần như nha, cho họ có cho. Gần như là không đáng kể, không đáng bao nhiêu hết. Coi như là không cho. Giống như là muối đổ biển ăn thua gì. Người ta ở nhà, người ta thất nghiệp có việc làm mà lại không hỗ trợ gì tiền bạc, với là lương thực không có, dân đói có rồi. Nếu mà đóng nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Khi mà con người đã đói rồi, người ta có thể làm càn và người ta sợ bạo loạn xảy ra. Bạo loạn xảy ra thì sẽ mất đảng, mất nước, coi như nước người khác cướp mẹ rồi dâng lên làm chủ. Như bầu thằng dân lên làm chủ tịch, bầu dân lên bí thư, văn chành hết rồi. Ủa?
cái gì với cộng sản sợ cái đó nhất, phải giữ cái nồi cơm họ lại, bây giờ người ta để mất hết, sợ cái đó nhất. Cái thứ hai nữa, nền kinh tế kiệt quệ rồi, một cái nền kinh tế vốn dĩ đã ốm yếu, nay cái dịch bệnh nó quét tới 3-4 tháng không quẹt mỏ mẹ rồi. Mong manh quá. Các bạn nhớ trước đây ông Vũ Đức Đam nói không? Lúc mà Việt Nam nó chống dịch giỏi, ông Vũ Đức Đam nói thế này này: nếu Việt Nam mà bị vỡ trận thì nền kinh tế chúng ta sẽ dễ dàng sụp đổ. Tức ông nói câu đó là gần 2 năm rồi. Thì bây giờ vỡ gì nữa, tàu lọa vỡ gì nữa, tàu lọa trận luôn rồi, thì nền kinh tế đã sụp đổ rồi các bạn. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn. Doanh nghiệp giải thể hàng loạt, 70% là giải thể, sống sao nổi. Doanh nghiệp mà cứ thành lập lên hoạt động gì cả, không có doanh thu gì mà chi phí vận trả thì giải thể, phá sản. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài cũng chịu không nổi luôn, đơn hàng không thực hiện được, phải đem ra nước ngoài làm. Và người ta dọa nếu trường hợp này kéo dài, người ta sẽ chuyển đi nơi khác. Và đã có nhiều doanh nghiệp chuyển đi rồi. Đó là doanh nghiệp nước ngoài nhé. Du lịch thì khỏi nói du lịch, ai dám tới nữa. Ông nội tôi thuê cho vàng tôi cũng dám tới nữa. Ai dám tới. Và không biết bao giờ du lịch quay lại, cũng biết luôn. Tò lọ luôn. Ngân sách thì không còn một xu. Ông Phật nói rồi. Ông Phật. PHSS Phật. Phật. Ông Phật. Bộ trưởng Bộ Tiền Bạc. Bộ trưởng Bộ Tài chính ông nói rồi. Nói ngày 26 tháng 9. Ngân sách trung ương không còn. Ngân sách dự phòng cạn kiệt. Không có tiền trả cho các cán bộ chiến sĩ bảo vệ đất nước, gồm các chiến sĩ công an và chiến sĩ bộ đội. Hai cái lực lượng nòng cốt mà không có lương trả thì nó hạ sống nữa như nữa. Sợ ghê lắm. Cái đá mà ăn theo ngân sách nhà nước ở Việt Nam rất đông. Tại vì cái bộ máy của chính phủ Việt Nam vô cùng cồng kênh. Cái bộ máy của chính phủ Việt Nam nó cồng kênh khủng khiếp lắm. Nó cồng kênh, nó gồng kênh ghê lắm. Cho nên mà cái đá mà ăn lương ngân sách nhà nước ở Việt Nam rất là lớn. Có những cạp ngân sách nhà nước là sạch sẽ luôn, không còn cái gì hết. Nhất là cái mùa dịch bệnh này, ngân sách không có tiền, không có tiền thu. Tiền thu ngân sách là chỉ có thuế duy nhất, nhà nước nào vậy hết. Nhà nước nào cũng tiền thu ngân sách là chỉ có thuế. Nhưng mà nhà nước Việt Nam là có thêm cái một kinh doanh nữa. Mà tôi hay khen là cộng sản Việt Nam kinh doanh giỏi đó. Giỏi đó. Xin vaccine về bán, ví dụ như vậy là giỏi đó. Còn nhà nước khác người ta chỉ thu thuế thì người ta không kinh doanh giỏi như cộng sản Việt Nam. Chỉ có thuế thôi. Mà thuế bây giờ đâu có thu được. Thuế cá nhân cũng thu được, tại vì họ có đi làm đâu, họ có đi làm lĩnh lương đâu mà nộp thuế. Cũng tạm thu thuế được. Rồi doanh nghiệp không có làm gì đâu mà bắt người ta nộp thuế. Cũng có một số doanh nghiệp làm thì nộp thuế la rang bao nhiêu. Mà đa số có nhiều đâu có làm gì được. Cũng thu thuế được. Không thu thuế được có nghĩa là nguồn thu nhà nước không có. Mà không có cái ăn mãi, tôi nói các bạn, ăn hoài núi đồng sập. Ăn hoài núi đồng sập. Mà ở Việt Nam cái bộ, mà như tôi nói, cái bộ máy quản lý nhà nước rất là lớn, cồng kình kinh khủng lắm. Cho nên cái đá mà ăn ngân sách nhà nước nhiều lắm, cho nên cạp ngân sách nhà nước thủng 3 tháng thủng hết mẹ. Nhà nước chi lạ. Nhà nước mà coi như hoạt động, nhà nước mà vận hành từ năm 1975 đến giờ, thu thuế biết bao nhiêu mà kể, mà coi như là dừng thu thuế được có 3 tháng hết tiền mẹ. Nhà nước bá đạo thiệt. Hết tiền rồi. Cho nên các bạn cứ để ý đi. Khi mà phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh gần 4 tháng trời rồi, các tỉnh thành khác nó cũng bớt cũng ít lại, không 4 tháng thì 3 tháng 2 tháng. Người ta không cho dân đồng nào hết đó. Người ta không có cho dân đồng nào cả, có lý do người ta. Không phải người ta kiết đâu, không phải người ta keo đâu, không phải, tại vì họ không có. Ngân sách nhà nước không có. Có đâu cho. Lên TV nhận, sau 2.000 tỷ rồi 6.000 tỷ lên TV nhận. Lâu xìa là cái
nó lâu xìa là cái xìa mà cho bảy cho bả, thằng không cần tiền thì cho hắn 3 triệu 710 ngàn, mà cái thằng cần tiền chờ hoài chửa thì đéo có, cho tầm bảy tầm bả, cho xong là cái đám dưới này nó ăn hết, nó ăn chia hết, cuối cùng dân cũng được bao nhiêu hết. Họ không cho tiền dân, đến lúc mà bí quá, dân đói quá mới xì ra, ít mới xì tầm bảy tầm bả như tôi nói các bạn đó. Tại vì do họ không có tiền, ngân sách không có tiền, không có tiền để cho dân, tại vì cái tiền ngân sách đó là người ta dự kiến, người ta làm việc này việc kia việc kia việc nọ, và người ta trả lương cho những cán bộ mà ăn ngân sách nhà nước. Cái cán bộ này phải có lương, không có lương quẹt mỏ rồi chế độ sụp sáo, nhất là cái đám mà canh giữ hòa bình thế giới này, cái đám bộ đội, đám công an, nó phải có lương mới ăn được, không có nó chết làm sao, nó thả súng làm sao, rồi nó thả súng rồi nhân dân đứng lên cướp chính quyền à, mất nồi cơm tao sao, không được. Cho nên cái tiền đó để dành cho để trả lương cho những người ăn ngân sách nhà nước, đặc biệt là những người chiến sĩ canh giữ hòa bình thế giới. Mà bây giờ ngân sách nó cũng còn luôn, nó ăn chập hết rồi, 13 tháng hết mẹ tiền rồi. Mà tôi tin chắc rằng cái đám bộ đội công an này đầu tháng 10 này cũng có lương, lương chắc được 1/3, 1/5, 1/2 là cùng nữa. Đầu tháng 10 này lãnh khoảng một nửa lương là mừng rồi. Đến tháng 11 quẹp mỏ, đến tháng 12 quẹp mỏ, đến tháng 1 quẹp mỏ, không có lương là buông súng thôi gì. Cho nên mới mở cửa. Đó là lý do người ta mở cửa đó các bạn. Người ta mở cửa mặc dù là cái tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ rất là thấp, nhưng mà người ta phải buộc phải mở cửa. Thà hy sinh dân chúng còn hơn mất nước. Người ta mở cửa, người ta biết là dịch bệnh nó sẽ tăng, người chết nó sẽ nhiều, mặc dù người ta cố gắng, người ta đưa ra biện pháp này biện pháp kia, mà đưa ra đường trời, con virus không thấy nó khổ vậy đó. Thà mình thấy con virus bay mình còn tránh, mình phòng được đây, mình cũng thấy đường. Cho dù người ta đưa ra biện pháp gì đi nữa cũng khó lòng, chỉ hạn chế phần nào thôi, nhưng người ta buộc phải mở cửa. Như lý do tôi nói các bạn, khi mở cửa thì người ta khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trở lại, công nhân thì đi làm, tất cả các bạn đây đi làm thì doanh nghiệp có hoạt động trở lại, thì doanh nghiệp hoạt động có sản phẩm, có dịch vụ thì mới có doanh thu, thì mới có tiền nộp thuế được chứ. Mục tiêu là người ta thu thuế. Bây giờ doanh nghiệp quẹp mỏ hết trơn rồi, bây giờ không cho nó hoạt động, tiền đâu thu, chẳng lẽ tạm thu cũng được, tại vì họ phá sản, họ tạm thu họ cũng nộp, tại vì họ cũng có tiền. Cho nên buộc lòng phải mở cửa để mà nền kinh tế vận hành trở lại. Mà nền kinh tế vận hành trở lại thì có doanh thu, có lợi nhuận thì mới thu thuế được. Thu thuế được thì ngân sách nhà nước mới có tiền. Ngân sách nhà nước mới có tiền thì mới chi trả lương cho các chiến sĩ công an giữ gìn hòa bình thế giới, đặc biệt là cái nhóm này. Cái nhóm này mà không có lương, nó buông sống là cái chế độ nó dẹp luôn. Đó là lý do mà người ta mở cửa. Và rõ ràng khi người ta mở cửa thì dịch bệnh nó sẽ phát triển, nó sẽ lây lan người này người kia. Cho dù người ta khống chế tới đâu nữa, người ta có khoanh vùng hay làm gì đi nữa, nó khó lắm, không có dễ đâu. Tại vì hai mũi này không đủ, không có dễ đâu. Cái chìa khóa thành công là phải hai mũi, ít nhất 70% dân. Đó là chìa khóa thành công. Mà không có hai mũi, khống chế đường trời, người ta biết là dịch bệnh nó sẽ lan tràn, người chết sẽ nhiều, mặc kệ, để vận hành kinh tế cái đã, để có tiền cái đã. Tại vì có tiền mới quan trọng, có tiền mới giữ được đảng, giữ được đất nước, mới giữ được đảng, giữ được nồi cơm phải đất nước, giữ được đảng cộng sản, giữ được nồi cơm cộng sản. Không có tiền, tất cả đều chết, dân cũng chết, cộng sản cũng chết. Cho nên người ta phải hy sinh một cái để được cái kia quan trọng hơn. Nếu đặt trường hợp tôi là cộng sản, tôi cũng làm như vậy. Ai chết kệ mẹ tôi, bay tao phải có tiền cái đã. Bây giờ tôi đi trắng lột từng thằng kỳ quá, nhiều khi thế giới người ta lên án. Cho nên là cứ mở cửa, cứ hệ mở không tỏa, ai chết chết, ai sống sống, miệng sao vận hành tao có tiền cái đã, để tao nuôi bộ máy cái đã, để tao giữ đảng cái đã. Nếu đặt trường hợp tôi cộng sản, tôi cũng làm vậy ha. Và các bạn phải đề phòng, đừng có mừng khi người ta mở cửa, tại vì rất là nguy hiểm.
ra, và tôi nói mục đích người ta mở cửa rồi đó. Cho nên cho dù mở cửa các bạn cũng khoan vội vui mừng. Tôi biết là các bạn đang ở nhà chịu không nổi đâu, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh là chịu không nổi đâu. Đến khi mở cửa mừng quá chạy tán là tán loạn, mà mình quên đề phòng là mình sẽ dính bệnh. Mà dính bệnh ở Việt Nam là chỉ có về với ông bà. Lên bệnh viện không có tiền đó, bệnh viện chữa cái bệnh là nhiều tiền lắm. Vài ba trăm triệu là nhà rẻ nhất, vài ba tỷ là chuyện bình thường. Mà chưa chắc có tiền là đã thành công. Các bạn thấy ca sĩ Phi Nhung các bạn biết rồi đó. Không tốn biết bao nhiêu tiền, vô nằm chợ rẫy là phải đơn giản các bạn. Tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng mà khó lòng qua khỏi. Phi Nhung bao nhiêu tuổi? Khoảng 50 tuổi chứ mấy. 50 tuổi còn khỏe lắm chứ. Ở đây tôi thấy có ai 50 tuổi chết đâu có. Có mà hiếm lắm. Toàn mấy ông bà già 80, 90 tuổi, 100 tuổi mới chết rồi. Chứ người người mà 6, 7, 70 cũng thấy ít chết lắm. 50 còn khỏe. Hiếm lắm. Ở bên Canada, bên Mỹ tôi thấy này. Những người mà chết vì Covid-19 đa số và rất đa số là người già khùng rũng này, 7, 80 tuổi, 100 tuổi. Hoặc là những người mà đã có bệnh nền nặng rồi đó. Chứ không có ai mà mạnh khỏe. Bình thường 5, 60 tuổi họ cũng rất là mạnh khỏe, không ai chết hết đó. Hiếm lắm, cũng có nhưng mà rất là hiếm. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn để ý đi. Hình như là tôi cũng như tất cả bất cứ người nào cũng có khái niệm là ở Việt Nam là cái người chết là bao nhiêu tuổi, họ cũng thống kê nữa, tại vì cái lứa tuổi nào không có hết đó. Các bạn có bao giờ đọc ở Việt Nam là cái số người mà chết vì Covid-19 là nằm trong độ tuổi nào không? Không, không bao giờ nghe. Như vậy có nghĩa là sao các bạn? Độ tuổi nào không có cả. Như vậy rất nguy hiểm, thể trạng của người Việt Nam rất thấp. Thể trạng của người Việt Nam rất yếu. Bình thường đã yếu rồi. Mà cái mùa dịch bệnh này ăn toàn mì gói mà đói nó yếu nữa. Tội nghiệp thiệt. Người trẻ cũng chết, người già cũng chết. Cho nên mới thấy cái câu chuyện là hơn 1.000 mấy trăm mà trẻ em mồ côi cha mẹ. Trời. Trẻ em mồ côi cha mẹ là ai các bạn? Là những đứa trẻ dưới 18 tuổi, rất là nhỏ nữa cái năm số tuổi kia. 7-8 tuổi kia mà nó mồ côi cha mẹ như vậy, cha mẹ nó là ai, bao nhiêu tuổi, cha mẹ nó cỡ hâm mấy ba mấy rồi chết hết mẹ, kinh khủng vậy đó. Như vậy qua đó các bạn thấy không, thể trạng của người Việt Nam vốn dĩ đã yếu và nay dịch bệnh ở nhà đói móc mỏ càng yếu nữa, mau chết là phải rồi chứ nữa, quá ghê đúng không. Cho nên khi người ta nói mở cửa như vậy, nhưng mà thật ra người ta cẩn thận, người ta cũng phong tỏa theo diện rộng. Như tôi nói, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh là chỉ biết thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Long An là chỉ chơi quanh Long An mà thôi. cho nên bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà có bồ Long An thì hơi khó, nhưng gặp bồ hơi khó, alo thôi. Không dễ qua đâu. Bình Dương, Bình Phước chơi với nhau. Vũng Tàu chơi với nhau. Đồng Nai chơi với nhau. Tất nhiên cũng có người đi qua đi về, nhưng mà những người đó có lẽ là vận chuyển hàng hóa. Chứ còn người thường tôi nghĩ họ không cho qua đâu. Họ vẫn cố gắng khống chế. Nhưng mà người ta giải quyết cái chuyện đó, nhìn vào thì thấy tốt, nhưng mà đó là giải quyết trên ngọn. Trên ngọn thôi, còn cái gốc không giải quyết được. Cái gốc đó là gì các bạn? Là hai mũi vaccine, ít nhất 70% dân. Đó là cái gốc. Người ta chỉ giải quyết trên ngọn thôi, thì nó chỉ được thời gian đầu thôi. Và tôi tin chắc rằng các bạn để xem tôi nói đúng không nha. Ví dụ ngày 1 tháng 10 mở cửa nha. Nếu mà Việt Nam gồng giỏi lắm, để liều mạng giỏi lắm, đầu tháng 11 đóng cửa. Các bạn để xem tôi nói có đúng không. Nếu mà người ta liều mạng, tức là hức kệ mẹ, ai chế cứ mở làm ăn cái đã, người ta liều mạng, thì người ta gồng đi nữa, còn tới khoảng tháng 11 là lo đóng lại. Mà đóng lại thì nó lại rơi vào tình trạng giống bây giờ, giống y bây giờ vậy, thậm chí nặng hơn. Chắc chắn vậy luôn các bạn, để coi. Tại vì tôi chẳng có tài giỏi gì, tại vì bên tôi nó như vậy. Con virus là chỗ nào giống nhau hết trơn. Phong tỏa, ngồi nhà buồn chết mẹ luôn. Như bọn tôi có tiền mà cũng vẫn buồn. Nhà rộng thế này vẫn buồn. Và tôi còn khoe với các bạn, chính vì tôi ngồi ở nhà tôi buồn bực thế này tôi mới làm YouTuber. Thế còn nếu trường hợp mà nếu trường hợp mà không có cái dịch bệnh này nhé, chắc chắn tôi không bao giờ tôi nói chuyện Việt Nam. Tôi nói thật lòng với các bạn luôn. Tôi không nói đâu. Tôi qua Canada này là gần 10 năm rồi. Mà tôi mới bắt đầu nói chuyện Việt Nam
từ tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, mới 7 tháng. Mà trong khi tôi qua đây tôi ở gần 10 năm tôi có nói đó. Tôi không quan tâm. Tại vì tôi là nhân kinh doanh. Tôi ở Việt Nam tôi chỉ lo kiếm tiền. Tôi là nhân kinh doanh mà khi tôi sang đây tôi vẫn làm kinh doanh, tôi kiếm tiền. Tiền đối với tôi là quan trọng nhất. Tôi không cần quan tâm Cộng sản Việt Nam là ai, kệ mẹ tụi bay. Còn dân Việt Nam không đi được thì ráng mà chịu. Tôi nghĩ vậy, hồi tôi nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mà tôi bị phong tỏa, tôi ngồi ở nhà tôi biết làm gì, tôi chán. Không biết làm gì hết. Người ta đánh vợ, vợ đánh chồng, có buồn bực, có cúc đại. Tôi không đánh. Tôi đánh vợ là vợ đánh tôi sao? Tôi không đánh. Cho nên tôi buồn bực quá. Tôi nhớ là Cộng sản ngày xưa nó hành hạ tôi. Tại vì tôi là công dân hàng bốn, hàng bét. Nó hành hạ tôi qua những chính sách phân biệt đối xử với nhân dân. Trong đó có tôi. Thế là tôi quốc Cộng sản. Vậy thôi. Nguồn gốc tôi nói chuyện Việt Nam, tôi quốc Cộng sản là do tôi bị phong tỏa ở nhà, không có việc gì làm. Nghĩ ngợi ngày xưa mình bị thằng Cộng sản nó hành hạ, bây giờ mình chơi nó. Và khi tôi cất tiếng nói lên, tự nhiên các bạn lại ủng hộ. Tôi nói chơi thôi. Đầu tiên tôi nói chơi chứ vui thôi, để cho những người Việt hải ngoại ngay cho vui. Mục đích tôi là tôi tập trung người Việt hải ngoại, chứ tôi không tập trung Việt Nam đâu. Tại vì Việt Nam đã ở sau lưng tôi rồi, gần 10 năm rồi. Nhưng mà khi tôi nói vậy, tự nhiên các bạn Việt Nam hồ hởi. Tôi cứ, ủa mình nói chuyện thế này với Việt Nam thích hay ghê ấy. Và họ ủng hộ tôi nói, và họ đề nghị tôi nói, họ nhờ tôi nói. Thế là tôi phóng lao, tôi theo lao. Bây giờ tôi phóng lao theo lao, tôi không thể dừng được. Vui đúng không? Tôi kể chuyện thôi để tôi liên tưởng các bạn. Bây giờ các bạn nè, tôi biết các bạn đang ngồi ở nhà mấy tháng nay queo mỏ hết mẹ rồi, bó chân bó tay cũng gần khùng khùng điên điên rồi. Tôi biết các bạn cũng khùng khùng điên điên rồi. Không khùng khùng điên điên mới lạ. Bây giờ ngày mở cửa sướng răng, sướng ghê lắm. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý nha, người ta mở cửa đây không phải vì dịch bệnh đã hết, không phải. Dịch bệnh đang rất mạnh. Các bạn đừng có tin con số người ta đưa ra. Tôi không bao giờ tôi đọc con số bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người chết ở Việt Nam, mà tôi không bao giờ tôi đọc. Tại vì con số đó là hoàn toàn lão. Người ta điều chỉnh theo cái chiến lược của người ta. Người ta mở cửa là như lý do tôi đã phân tích. Dịch bệnh đang còn rất mạnh, tỷ lệ người tiêm vaccine rất thấp. Thấp bao nhiêu lát nữa tôi đưa. Nhưng người ta vẫn buộc phải mở cửa. Cho nên những bạn đang ngồi ngay tôi chia sẻ này, là các bạn là bạn tôi này, thì các bạn phải đề phòng. Tôi nói bạn đề phòng đó, tức là các bạn phải hết sức cẩn thận, đừng có chủ quan. Luôn luôn có khẩu trang y tế, khẩu trang y tế nha, với khẩu trang chai bụi khác. Và cố gắng thay thường xuyên, đừng có tiết kiệm. Thay thường xuyên, các bạn mang khẩu trang, các bạn mang từ coi như từ sáng tới tối, thôi tôi lại các bạn luôn. Càng chết nữa. Không có tiếp xúc với ai, đừng bao giờ bắt tay ai. Đứng người cách người cách xa ít nhất 2 mét, đừng có sợ mất lòng. Ê, cách nhau nha, thông cảm nha. Ê, tôi vậy đó, không có tự ái gì hết đó. Không có tự ái gì cả, không có được gần nha. Mày đứng cách xa tao 2 mét, tội tao. Không có tự ái cái chuyện đó, bây giờ dịch bệnh đâu vậy. Và phải đề phòng hết sức, tại vì bệnh có thể rơi vào bất kỳ ai. Mà người Việt Nam rất dễ tử vong. Tại vì tôi nói thể trạng người Việt Nam quá yếu. Thì qua con số các bạn thấy người ta toàn người già chết, mà tại Việt Nam lứa tuổi nào chết được hết trơn đó. Cho nên phải đề phòng hết sức, đừng có chủ quan các bạn. Và cái thứ hai nữa, nếu bạn nào mà về quê được thì nên về. Tôi biết rất khó. Như tôi nói là bây giờ người ta mở phong tỏa, nhưng mà người ta khoanh vùng lại. Bạn nào về quê được thì về. Về cách nào thì tôi không biết, do các bạn. Về quê được nên về. Đó là cái nơi chống dịch tốt nhất. Bây giờ các bạn cứ để ý, các bạn không tin các bạn cứ hỏi quê đi. Các bạn không tin các bạn hỏi quê đi. Có ai bị nhiễm không? Có, rất thấp. Càng về quê càng xa, cái số người nhiễm rất thấp. Các bạn hỏi những người ở Tây Nguyên đi, mấy ai bị hiếm, nó cũng có bị nhưng mà rất là ít. Cho nên những cái nơi càng xa là càng ít bị. Khi mà người ta mở cửa, như hồi nãy tôi đọc cái bình luận của bạn nào đó, nó đúng lắm. Nếu về quê được cứ về. Mà tôi nghĩ cái điều này không phải dễ về đâu, vẫn canh ghê lắm. Nhưng mà nếu về được cứ về. Về quê đó là cái loại vaccine tốt nhất hiện nay. Bác sĩ nói rồi. Tôi nói trên bác sĩ, tôi phải nhà chuyên môn, tôi dựa trên bác sĩ.
Các bạn có nhớ có một ông bác sĩ bệnh viện Bạch Mai không? Khi mà thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mời các bác sĩ và các dược sĩ, các sinh viên từ miền Bắc đi vào hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thì một vị bác sĩ Bạch Mai khi mà hạ xuống tầng mai thứ nhất là tới ngay cái nhà của ông tên là ông Lý, tôi nhớ rất rõ, ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, trong hẻm. Nhà ông Lý đó có ba người đều bị nhiễm F0 hết, hai vợ chồng ông bà già với một đứa con gái bị nhiễm F0 hết. Thì ông Lý này ông tới nhà, xin lỗi ông bác sĩ bệnh viện tới nhà ông Lý ông nói như sau. Tôi kể các bạn nghe để các bạn đề phòng. Tôi nói lại này, ông nói như sau. Ba người trong gia đình nó có ba người bị F0 nhưng mà phải ở nhà chữa bệnh. Tức là chữa bệnh tại nhà, F0 mà chữa bệnh tại nhà. Mình cũng hiểu tại vì bệnh viện nó có chỗ đâu mà chữa. Thứ nhất là bệnh viện không có chỗ. Thứ hai nữa là cách ly cũng có chỗ luôn, phải ở nhà. Tức là mấy ông này, ông bà già làm chứ có tiền để bệnh viện. Lấy cách ly đập tiền nữa, không có tiền, nói chung là ở nhà chữa, F0 mà ở nhà chữa. Thì ông bác sĩ bệnh viện Bạch Mai này, ông gặp ông Lý đứng cách xa nhau chục mét là ít, sợ. Ông nói như sau, báo tôi trả nó chụp hình đó. Bác đừng có lo, bác đừng có lo, bác sẽ tự nhiên hết bệnh nếu bác thực hiện những lời như sau. Thứ nhất là bác đừng có lo lắng, đừng có lo lắng gì cả. Đó là cái thứ nhất. Nếu bác lo lắng thì trong người bác nó sẽ yếu, và thế trạng của bác nó yếu đi về tinh thần thì dịch bệnh nó sẽ phát triển. Cái thứ hai, bác phải mở cửa cho nó thông thoáng, thông thoáng, đừng có đóng cửa bí. Cái thứ ba, bác phải tập thể dục thường xuyên để cho cơ thể nó mạnh mẽ, nó phòng chống dịch. Cái thứ tư là bác phải ăn uống cho nó đủ chất dinh dưỡng, cơ thể nó khỏe mạnh, nó vượt qua dịch bệnh. Và cái cuối cùng tôi dặn bác là tối ngủ phải ngon giấc thì tự nhiên dịch bệnh nó sẽ hết. Lời chuyên môn nha, phải tôi nói nha, tôi nhớ kỹ lắm. Dịch bệnh tự nhiên nó hết có nghĩa rằng bị F0 thì nhức đầu sổ mũi ho run run tay chân vậy đó, uống thuốc bình thường thôi, uống thuốc giống như các bạn bị cầm cúm vậy đó, tự nhiên nó hết à. Nếu thỏa mãn những điều kiện bác sĩ đưa ra, mà tôi hỏi các bạn hiện nay các bạn ở nhà thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà Hà Nội, Đà Nẵng, ở trong hẻm trong hóc vậy là làm sao mà đủ các điều kiện như bác sĩ đó nói được, không đủ điều kiện được. Mà những cái điều kiện này là nó nằm ở quê mới đủ điều kiện, ở quê ở Tây Nguyên mới đủ điều kiện, như ở trong nhà trong hẻm trong hóc trong ngõ trong ngách làm sao mà đủ điều kiện được. Quê đủ điều kiện nha, đừng có chê quê là ăn uống không có đủ chất nha. Bây giờ quê bây giờ ăn uống ngon hơn Sài Gòn, Hà Nội nhiều, đừng có khinh thường quê nha. Bình thường á, trước đây các bạn còn nói ở quê ăn uống nghèo khổ đúng không? Bây giờ ngược lại rồi, bây giờ ở quê ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hơn các bạn ở Sài Gòn, các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng là chắc chắn luôn. Quê bây giờ ngon lắm nha. À, cho nên mình dựa vào cái lời khuyên của ông bác sĩ Bạch Mai, một chuyên gia đó nha. Ông khuyên ông Lý như vậy thì mình suy ra rằng khi mà bắt đầu mở cửa ra thì mình tranh thủ về quê thì nó đáp ứng đầy đủ tất cả những điều kiện bác sĩ đưa ra, tự nhiên dịch bệnh nó hết. Nếu trong người mình có bệnh tự nhiên nó hết, khỏi cần đi bệnh viện. Còn nếu mình chưa có bệnh thì mình cũng sẽ không có bị bệnh. Bây giờ các bạn Hà Nội mở cửa rồi này, đừng có lo làm ăn, tôi nói các bạn đừng có việc vàng bây giờ bỏ hết đi, đừng có làm giàu cái thời điểm này. Bây giờ là dịch bệnh có chừng là chết, các bạn thấy Phi Nhung các bạn là rút kinh nghiệm rồi chứ nữa. Bây giờ Hà Nội mở cửa rồi này, nếu các bạn ở Hà Nội mà đi về quê được thì tôi khuyên các bạn nên về. Tại vì về quê đó là một vaccine tốt nhất hiện nay, và đầy đủ tất cả các điều kiện mà ông bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ông bày cho cái ông Lý ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn ở tỉnh khác cũng vậy, nếu về quê được cứ về, đừng có lo việc vàng đâu còn đó, bỏ một vài năm hôm sau giữ lo giữ cái mạng mình cái đó. Còn bây giờ các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh mới căng này, chưa chắc các bạn về quê đâu, tôi nói vậy chưa chắc về quê được đâu. Và sau đây tôi sẽ trình bày các bạn
vì sao các bạn về quê không được. Bây giờ trước khi tôi trình bày các bạn, tôi nói câu chuyện Phi Nhung một chút nha. Lẽ ra Phi Nhung là đi về Mỹ trước đó kia. Bây giờ các bạn thấy mấy ca sĩ hải ngoại nó về Mỹ hết trơn rồi, rục rịch, MC Kỳ Duyên biến trước. Biến xong ba con ngồi chửi 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 MC Kỳ Duyên nói sao các bạn biết không? Bây giờ chỗ nào tốt, Đạt Khái tôi không nhớ kỹ chỗ nào tốt thì tôi chọn, tại sao các bạn chửi tôi? Trong khi ở Việt Nam á, vaccine thì không có. Còn ông ngoại, bà nội không à. Trả tiền nữa. Mà trong khi ở Mỹ người ta mời chích, người ta còn thưởng nữa, tại sao tôi còn không về Mỹ? Kỳ Duyên nói vậy, khốn. Rồi biết bao nhiêu ca sĩ hải ngoại kiếm tiền Việt Nam châu đã, đến lúc này khỏi cần kiếm tiền, khỏi cần kiếm tiền nữa, kiếm có được đâu, về Mỹ hết. Riêng Phi Nhung còn gì, ai à, cũng muốn về, không muốn về. Phi Nhung nói là còn biết bao nhiêu người cực khổ đây, mình ở lại mình giúp, tại sao mình về? Đó là miệng Phi Nhung nói. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tại vì Phi Nhung có quá nhiều business ở Việt Nam, không đành lòng phải về. Những con trai của Phi Nhung rất nhiều và Phi Nhung không dám rời bước. Thứ hai nữa, Phi Nhung con cái quá nhiều, chẳng lẽ mẹ bỏ về để con đó. Cho nên những cái điều đó mà kéo Phi Nhung ở lại Việt Nam. Và sự việc các bạn biết, tôi muốn nhắc lại, tôi không bao giờ tôi dám nhắc lại những người đạo quốc, tôi tránh cái chuyện đó. Mà tôi mượn cái chuyện của Phi Nhung để tôi nói các bạn như vậy, rất nguy hiểm. Phi Nhung làm thiện nguyện đi khắp nơi, gặp người này người kia, gặp người kia người nọ, mà ở ngay cái chỗ Việt Nam nữa, đến khi ngã bệnh một cái, mặc dù tiền nhiều, nằm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ hỗ trợ hết mình, người ta làm hết tốc độ rồi đó, người ta làm hết sức rồi đó, mà không qua nổi mà thôi. Nhưng mà nếu tôi nghĩ, nếu trường hợp Phi Nhung mà cũng bị như vậy ở Mỹ, có thể qua khỏi, có thể qua khỏi, tôi không dám khẳng định. Mà nếu Phi Nhung mà đã rời sớm giống như những người khác thì chắc chắn bây giờ Phi Nhung vẫn bình thường. Tôi xin chia sẻ chút để các bạn, tại vì thôi bây giờ cô ấy cũng đã pass away rồi, mình không muốn nói nhiều. Mà Đạt Thái tôi dặn các bạn ở Việt Nam là các bạn hết sức cẩn thận, đừng có nghĩ mở cửa rồi tung tăng có nhiều người khỏe ghê, tôi coi trên YouTube đó kìa sướng ghê ha. Nghỉ hết dịch rồi, nghỉ coi như là phong tỏa mấy tháng nay, bây giờ mở cửa hết dịch rồi không biết gì cả, coi chừng đó nhé, coi chừng cẩn thận. Sau đây tôi sẽ chia sẻ các bạn cái số liệu mà tôi mới cập nhật cách đây một tiếng đồng hồ. Như vậy tôi bình luận như vậy ba đề tài là cũng sạch sẽ rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi chia sẻ số liệu này. Đại kiến vô, tôi có số liệu tôi sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Xin chào các bạn, đây là cái số liệu trên báo VN Express. Cái số liệu này tương đối chính xác, tại vì tôi so với số liệu quốc tế là Việt Nam báo cáo thì nó xem như vậy. Số liệu VN Express nha các bạn, tôi nói cái tỷ lệ tiêm vaccine ở Việt Nam như thế nào nhé. Hiện nay nha, tiêm đủ liều vaccine, tiêm đủ liều vaccine, các bạn nhìn cái phần ở phía trên bên tay phải, tiêm đủ vaccine Việt Nam á, là 8,6 triệu nha, 8,6 M là million á, thì chiếm được á, là 8,9% dân số. Như vậy cái tỷ lệ bình quân cả nước Việt Nam mà chích hai mũi là 8,9% dân số, một cái tỷ lệ rất thấp, rất thấp, rất thấp các bạn nha. Bây giờ mình coi cái số liệu khác này, tiêm chưa đủ thì chỉ mới 23,7% dân số, quá thấp. Mà đây tôi quan tâm tới cái chuyện là hai mũi, tại vì hai mũi nó quan trọng, một mũi nó không có nghĩa lý gì hết á. Một mũi nó không có nghĩa lý gì cả. Ở bên tôi quan tâm nhất là quan tâm hai mũi, cho một mũi người ta giống như người ta chưa kể vậy đó. Phải hai mũi thì người ta mới quan tâm. Thế còn một mũi đó, một mũi để làm bước đệm tới mũi thứ hai. Chứ còn một mũi nó không làm được cái trò gì hết đó. Rất cái tỷ lệ mà phòng chống cái con virus này rất là thấp. Cho nên cái quan trọng nhất là hai mũi với 8,9% dân số, tính bình quân cả nước nha, rất thấp. Mà không biết khi nào các bạn cứ ngồi cái nhậm con số, bây giờ từ đây không biết đến khi nào mà dân Việt Nam để được 70%, quá xa vậy các bạn. Quá xa.
Ở đây tôi chưa nói vaccine nào nha. Ở đây tôi chưa nói vaccine nào. Nó đủ liều mà liều gì được hết trơn á. Bây giờ tôi đi chi tiết nè. Tôi đi chi tiết nha. Mình quay lại. Bây giờ các bạn nhìn cái biểu biểu đồ này. Số liều về theo loại này. Về tức là Việt Nam. À, Việt Nam đem về, nhập về đó. Các bạn thấy nè. Các bạn thấy nha. Cái loại AstraZeneca là cái tỷ lệ khá cao. À, hiện nay là 25,6 triệu liều rồi. Như vậy chiếm tới tỷ lệ là 37,22% theo cái vaccine AstraZeneca. Pfizer này rất thấp các bạn, có 4,67% mà thôi. Và cái số tuyệt đối là 2,4 triệu liều. Mà kế hoạch là 51 triệu liều, Pfizer làm tôi biết kế hoạch lấy từ đâu. Moderna 5 triệu liều, 100%, tức là 5 triệu liều. Các bạn nhớ Moderna 5 triệu liều, 5 triệu liều vừa rồi Mỹ nó nhập về đó. Mỹ, ông Biden cho 5 triệu liều, coi như cái 5 triệu liều đó vừa về tới vừa về tới cái hải quan, cái thằng Vượng dịch 5.000 liều đó, các bạn nhớ không? Là Moderna chỉ có 5 triệu liều duy nhất, bây giờ không có Moderna nào cho nữa. Ông Biden cho lần nữa là coi như là xong. À, bây giờ tôi chiếu tiếp các bạn xem nha. Sputnik của Nga là quá thấp, được có 0,01%, tức là 11.000 liều thôi, mà dự kiến là 40 triệu được, bây giờ mới được có 11.000 liều thôi. Sinopharm lại cao này, Sinopharm chiếm tới 77,50%, có nghĩa rằng kế hoạch là 20 triệu liều mà hiện nay là 15,5 triệu liều rồi. Như vậy các bạn thấy, tính đến thời điểm hiện nay, cái số vaccine nha mà chiếm đa số ở Việt Nam là AstraZeneca chiếm đa số. Và cái thứ hai nữa là Sinopharm. Sinopharm tức là hãng Sinopharm, mà cái vaccine có tên gọi là Virocell. Thì như vậy các bạn thấy hai cái loại vaccine nhiều nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay là AstraZeneca và Virocell. Nhưng mà tôi nghĩ thời gian tới đây Virocell sẽ áp đảo. Virocell sẽ nhiều hơn. Bây giờ AstraZeneca cũng có người cho, nhưng cái số nó không nhiều. Và tôi nghĩ rằng Virocell sẽ là cái vaccine được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam từ đây đến cuối năm. Chứ còn các bạn thấy này, các bạn coi lại nha, Pfizer với Moderna rất thấp, coi lại nha. Pfizer này có tí xíu à. Pfizer có tí xíu thôi. Và con số tuyệt đối là chỉ có 2,4 triệu liều tính tới điểm hiện nay. Moderna cũng chỉ 5 triệu liều và không có kế hoạch gì nữa. Như vậy các bạn thấy hai cái loại vaccine mà được nhiều người yêu quý, đó là Pfizer và Moderna ở Việt Nam tỷ lệ quá sức thấp. Quá thấp. 100 triệu dân mà hiện nay chỉ có 2,5 triệu liều Pfizer và 5 triệu liều Moderna, một cái tỷ lệ rất thấp. Các bạn thích hai cái loại vaccine này, Cộng sản Việt Nam cũng yêu hai cái loại vaccine này, nhưng mà nó quá thấp các bạn. Cho nên người ta nói đủ liều, đủ chung chung thôi, liều nào được hết trơn thì ít nhất 70. Mà các bạn thấy tỷ lệ mới được có 9,8%, nếu tính bình quân cả dân thành phố, cả Việt Nam tỷ lệ rất thấp. Mà ở đây tôi chưa nói là tỷ lệ vaccine nào mới được. Các bạn này, vaccine nghe chưa? Là một sản phẩm. Một sản phẩm có nhiều công ty làm. Chất lượng hoàn toàn khác nhau. Và cái tỷ lệ mà coi như là chống cự lại virus nó cũng rất là khác nhau. Tất nhiên những cái loại vaccine này đều được WHO, tức là Tổ chức Y tế duyệt hết. Nhưng mà Y tế Thế giới duyệt là theo tiêu chuẩn của họ. Ví dụ đạt tới cái mức này thì người ta duyệt rồi. Đạt tới cái mức này thì người ta duyệt. Mà dưới cái mức này người ta thấy chưa đạt thì thôi. Mặc dù tất cả những loại vaccine tôi đang kể các bạn nghe là được WHO duyệt hết, nhưng mà mỗi loại vaccine đó, cái công năng của nó, gọi là cái sức mà chống cự lại nó khác nhau. Và chúng ta đang đánh giá cao là Pfizer và Moderna. Nhưng mà các bạn thấy hai cái loại vaccine ở Việt Nam tỷ lệ quá thấp. Hiện nay mới 2,5 triệu liều Pfizer và 5 triệu liều Moderna. Như vậy đa số hiện nay vẫn là AstraZeneca. Và tương lai nữa, tôi nghĩ rằng Virocell sẽ áp đảo tất cả, tức là nhiều nhất.
Vaccine là một sản phẩm, có sản phẩm tốt, tốt nhất, tốt nhì, tốt ba, tốt tư, tốt năm, mà tốt nhất hai mũi thì mình tự tin hơn, đúng không? Rõ ràng rồi đó, rõ ràng rồi đó. Ở đây tôi không dám chê cái nào, chê cái nào, tôi nói vậy các bạn tự hiểu. Mà mình chích hai mũi, thôi tôi ví dụ thế này, tôi cho nó vaccine là nhạy cảm, ví dụ cái áo thế này nha, ví dụ cái áo mình tưởng tượng đây, ví dụ như tôi mua được cái áo tốt, ví dụ cái áo này tốt nha, thì tôi mặc được năm, tôi mặc được năm vẫn còn mới, thậm chí tôi đem tôi bán được, tại vì thấy rất là mới. Nhưng mà cũng cái áo màu này luôn, cũng cái hiệu, cũng là cái áo màu này, thậm chí cái hiệu này luôn, nhưng mà làm thị trường khác, giá nó rẻ có bằng nửa, mặc cả nửa năm cũ mềm. Nhưng mà cũng cái áo giống giống thế này mà hãng khác, rẻ rề luôn, của hãng khác, mặc được có mấy bữa, coi như giặt xong rồi thành cục tròn thế này đây. Đi giục mẹ làm gì, vaccine nó không phải. Tôi nói về các bạn coi như tự suy luận nữa như nữa. Cho nên nếu các bạn nào mà chích hai mũi thì các bạn phải cẩn thận, đừng có tự tin quá hai mũi mình chích. Đừng có tự tin quá. Nếu mình tự tin quá, mình chủ quan quá thì bệnh tật nó sẽ rơi vào mình. Để tôi qua còn gì tôi phân tích tiếp cho các bạn coi. Ok các bạn, bây giờ mình qua phần khác nhé. Bây giờ này, đây là cái bảng mà tỷ lệ vaccine một mũi hai mũi chia theo tỉnh thành. Hồi nãy là tổng hợp, hồi nãy là tổng hợp nha, còn cái này là chia theo tỉnh thành. Bây giờ tôi đi từng tỉnh thành cơ bản để các bạn và tôi cùng nghiên cứu nha. Bây giờ này, đây tôi lấy cùng tờ báo UNSS mới tức thì luôn, mới trước khi mà tôi làm cái live stream này, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Tiêm đủ liều, chúng ta quan tâm đủ liều nha. Tiêm đủ liều ở thành phố Hồ Chí Minh rất cao các bạn. Cao đây là cao hơn cao tại Việt Nam. 42,8% các bạn. 42,8%. Tính đến thời điểm hiện nay, tôi đang làm cái live stream này, 42,8%. Bây giờ còn có bên Việt Nam ngày 29 là 30, 31. Có 31 không? Còn mấy ngày nữa. Không có 31, 1 thôi nhé. Bây giờ 29 Việt Nam rồi. Bây giờ còn có 2 ngày nữa. Hiện nay á, là được 40 mấy. Hiện nay là được 42,5% tiêm 2 liều. 42,8% tiêm 2 liều ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay là tiêm đủ liều. Đủ liều đã định nghĩa là 2 liều nha. Là 42,8%. Bây giờ còn có 2 ngày nữa mở cửa, mình dự kiến như vậy, ngày mùng 1 thì làm sao mà đạt tới 70 các bạn. 42%, còn gần một nửa nữa mới được 70. Mà các bạn thấy cái tỷ lệ ở thành phố Hồ Chí Minh mà chích hai mũi là cao nhất nước đó nha. Bây giờ từ đây tới ngày 1 làm sao mà cút thêm coi như gần 30% nữa các bạn, để được 70% ít nhất. Khó lắm. Tôi nói hết tháng 10. Hết tháng 10. Đó là mình nó đủ liều như liều viên được hết trơn á. Liều hai liều Pfizer, hai liều Virocell, hai liều Sputnik, mình coi như nhau đi. Tôi chưa nói cái chuyện là cái nào mạnh hơn cái nào, nó đủ liều chứ cái đã. Một cái tỷ lệ mà cao nhất Việt Nam như vậy, nhưng mà so với tiêu chuẩn để mà sống chung với dịch vẫn còn thiếu rất nhiều, thiếu gần một nửa. 42,8% là thiếu một nửa. 70% là thấp nhất các bạn nha. Nếu tùy hợp tỷ lệ mà tiêm 80, 90, 100% nào tốt, nó 70 là thấp nhất. Như vậy để mà đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của giới chuyên gia y tế đưa ra, thành phố Hồ Chí Minh phải cần thêm một nửa nữa. Trời ơi là trời, còn thêm một nửa nữa, gay go lắm. Để xem thử tình hình như thế nào. Rất thấp. Bây giờ mình qua tỉnh khác nha. Hà Nội. Hà Nội mới liêu mạng. Hà Nội nha, tỷ lệ tiêm đủ liều 19,9%. Hà Nội tiêm đủ liều 19,9% mà mở cửa, tôi nhớ tới Trung Thu mà tràn ra đường, tràn ngập luôn, giống như Tết vậy đó. Quá liều mạng, mà tôi gọi là điếc không sợ súng.
một cái tỷ lệ tiêm vaccine mà được có 19,9% cho 20% đi. 20% thiếu 50% và để đạt được cái mức thấp nhất của giới chuyên gia đưa ra mà ra ngoài giống như tỉnh rủi như rủi không có vấn đề gì hết. Và tôi có coi một cái video của VTV, nó ngồi nó khóc ròng khóc rã về cái dân Hà Nội, nó ngồi nó khóc, VTV nó khóc thảm thiết luôn, nó khóc nửa tiếng đồng hồ, nó nói về cái chuyện dân Hà Nội đi chơi tới trung thu, nó nói dân tình mà làm kiểu đó coi như là những công lao mà chống dịch từ bữa đến giờ là đổ biển hết rồi, nó chiếu cảnh này cảnh kia đi nhộn nhịp, đi mua hàng, đi chơi, đi bời, thậm chí thanh niên ngồi tụ năm tụ bảy không có đeo khẩu trang rồi ngồi cùng nhau qua cái điện thoại, ngồi gần nhau tỉnh rủi như rui. Tôi thấy dân Việt Nam không, dù là điếc không sợ súng. Tôi thấy cái đài VTV mà nó ngồi nó khóc nửa tiếng đồng hồ luôn. Tiêm chủng được có chưa tới 20%. Trời ơi là trời liều mạng. Bây giờ các bạn ở chỗ khác phải rút kinh nghiệm nha. Mà Hà Nội liều mạng vậy đó, dịch bệnh nó chưa bùng đâu, để 2 tuần sau, 3 tuần sau, 4 tuần sau thì biết lễ độ liền á. Và lần này mà đóng cửa là còn chắc hơn lần trước nữa. Tích chuẩn bị tinh thần đi. Ở đây tôi không phải dọa các bạn làm gì, tại vì tôi đã trải qua cái chuyện đó. Ở bên Canada chúng tôi này, đóng cửa, thấy được đường là mở cửa, bị lãng, đóng cửa nhìn, rồi doanh nghiệp ông la, dân tình ông la, mở cửa, có lần mở cửa, tuần sau đóng cửa mẹ, cái làm hoài, từ ngày 1 tháng 7 đến giờ là không thấy đóng lại, không thấy đóng nữa, nhưng mà ca nhiễm vẫn còn, tôi tin bài các bạn sau. Khủng khiếp lắm, mà Việt Nam tôi thấy giống như bình chân như vậy vậy đó, tưởng coi như là nhà nước mở cửa vậy là dịch hết rồi đó, không có, liều mạng thiệt á, chết như rạ vậy mà không sợ, tôi lại luôn. Tiếp tục nha, tỉnh khác nha, đã kiến vô Bình Dương này. Trời ơi là trời, tiêm đủ liều có 4,3% còn chuẩn bị mở cửa rồi. Đồng Nai 7,1%, Long An nhiều hơn 23,7%, Khánh Hòa 9,3%, Quảng Ninh 18,2%, Đà Nẵng 10,5% cũng đã mở cửa rồi, Tiền Giang 4,9%, Thanh Hóa 3,2%. Đây là số liệu của Việt Nam đó nha. Bắc Ninh 28,6%, Nghệ An 4,7%, thảm thương chưa, Hải Phòng 3,2%. Trời ơi là trời, vậy mà sao mà mở cửa đấy trời. Tôi hỏi các bạn, cái tỷ lệ mà coi như là thấp bèo vậy là mà mở cửa không liêu mãn, mà không mở là không được, như tôi trình bày các bạn là không mở không được, mà mở như vậy chắc chắn một điều dịch bệnh mà nó không tăng lên mới lạ, không tăng lên mới lạ. Ở đây tôi không phải tôi trù ẻo đó nha, tôi phân tích khoa học cơ sở đàng hoàng, quá khủng khiếp các bạn. Đó là số liệu của Việt Nam nha, cũng tương đối chính xác, tại vì tôi đã so hết trơn rồi, bây giờ so với số liệu quốc tế này cũng tương đối chính xác thôi. Bây giờ số liệu quốc tế nha, cái này tôi gọi là World Vaccine Tracking, tức là số liệu vaccine trên toàn thế giới, nhưng mà tôi lấy một số nước điển hình thôi để tôi so sánh cho các bạn xem, để các bạn biết là Việt Nam mình như vậy là so với nước ngoài là như vậy ha. Hoặc là các bạn Việt kiều người gốc Việt thấy tình hình Việt Nam, bạn bè gia đình mình ở như vậy là so với những nước khác làm sao, để mình biết, chứ mình biết Việt Nam không, mình không thấy được cái gì đâu, mình phải nhìn tổng thể mình mới thấy được. Bây giờ tiếp tục nha, đây là cái này gọi là World Vaccine Tracking, tức là xem những cái tỷ lệ vaccine trên thế giới như thế nào. Tôi lấy trên cái tờ báo New York Times, người ta phân tích rất là tốt, tôi mới lấy tức thì luôn trước khi mà tôi làm cái livestream này các bạn nha. Ở đây bây giờ tôi nói Việt Nam này, các bạn thấy này, các bạn thấy cái hình bản đồ này nha, thì các bạn thấy gạch ở trên này càng đậm cái màu xanh này mà càng đậm, tức là tỷ lệ tiêm vaccine nó càng cao. Về phía bên phải nó càng đậm càng cao này, nhưng mà ngược lại về phía bên trái mà nó càng lợt á, tức là tỷ lệ vaccine càng thấp. Nếu màu trắng vậy là không ai chết, nhưng mà ai có chết hết rồi. Bây giờ các bạn để ý bên tay phải nha, các bạn thấy này, Trung Quốc này rất là đậm, và cái tỷ lệ người tiêm vaccine hai mũi Trung Quốc rất cao, có thể nó cao nhất thế giới, đậm đậm bằng Canada bên tay trái các bạn này.
bây giờ tôi nói Trung Quốc nữa nha, hai mũi rất đậm, mà tôi nghĩ Trung Quốc là chỉ tiêm vaccine Trung Quốc thôi. Ở đây mình không nói là vaccine gì, mình chỉ nói đủ thôi. Các bạn thấy Nhật Bản, Hàn Quốc rất đậm này, Hàn Quốc rất đậm này. Bây giờ mình qua Việt Nam nha, Việt Nam lật lạc, lật nhất đó. Và tôi đưa con chuột vào thì nó hiện lên Việt Nam này, các bạn thấy không? Việt Nam bây giờ một mũi S, ít nhất một mũi nha, 32% là giống, cũng tương đương với cái số lúc nãy mà tin tờ báo VnExpress người ta đưa ra, tương đối như vậy. Full vaccinated tức là hai mũi 8,6%. Như vậy một mũi là theo cái số liệu mà quốc tế mà người ta biết được là 32% đối với Việt Nam, và hai mũi là tỷ lệ rất là thấp các bạn, 8,6%. Như vậy các bạn thấy cái bản đồ không? Việt Nam mới lật nhất này, lật nhất á thì có nghĩa rằng là cái tỷ lệ rất là thấp, mà đầm đậm là tỷ lệ mới cao. Như vậy các bạn thấy cái số liệu Việt Nam hai mũi 8,6% thì nó gần gần cái số mà hồi nãy VnExpress đưa ra, rất thấp các bạn. Bình quân Việt Nam nhé, rất là thấp, quá thấp, trong khi cái giới chuyên gia yêu cầu là ít nhất nhé 70%, có nghĩa rằng 80-90%, 100% càng tốt thì mới chung sống với đại dịch, mới mở cửa. Đằng này mới 8,6% mà nó mở cửa rồi, điều đó hết sức rủi ro, hết sức rủi ro khủng khiếp lắm. Nhưng người ta buộc phải mở cửa, như tôi nói lý do các bạn đó. Bây giờ mình quay lại cái bản đồ nha, tôi nói qua các nước này. Bây giờ các bạn thấy nè, ở châu Á là Trung Quốc đậm nhất, tức là tỷ lệ người tiêm vaccine cao nhất thế giới, gần như là cao nhất thế giới đó. Úc này, Úc ở phía dưới này cũng đậm này, đậm vừa vừa. Rồi các bạn qua châu Âu này, châu Âu gần như nước nào cũng đậm ấy, chỉ có mấy nước Trung Đông là hơi lật lờ một chút. Rồi các bạn qua bên châu Mỹ này, các bạn thấy Canada đậm ngắt luôn này, Mỹ này lật hơn một chút này. Còn ở phía dưới Nam Mỹ là Brazil, tức là Brazil cũng đậm này, còn mấy nước kia cũng lật này. Rồi các bạn quay lại châu Phi giùm tôi nhé, châu Phi lật nhắt là giống như Việt Nam vậy đó. Tuy nhiên cũng có một số nước đậm, thì những cái số nước đậm này là tỷ lệ người ta chích cũng tương đối cao, nhưng mà cao thì cao nhưng mà vẫn không bằng các nước châu Âu, và tất nhiên là không bằng Mỹ, Canada rồi. Thì đó là các bạn nhìn tổng thể trên toàn bộ thế giới như vậy. Như vậy các bạn thấy Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine một mũi cũng như hai mũi thuộc hàng top từ dưới lên trên, thấp nhất thế giới. May ra hơn chút xíu mấy nước châu Phi nghèo, còn mấy châu Phi giàu cũng thể bằng mấy nước châu Phi được. Rất là thấp các bạn. Các bạn sống một cái môi trường mà rất là nguy hiểm, tại vì cái tỷ lệ tiêm vaccine nó quá thấp, và dân số thì quá đông, mật độ dân số thì quá cao. Điều đó là các bạn sẽ gặp rất là nhiều rủi ro trong bệnh tật. Bây giờ các bạn muốn so sánh nha, bây giờ tôi cho các bạn xem cái số liệu ở Canada và ở Mỹ, tại vì tôi ở Canada, Mỹ nên tôi nói nó dễ hơn, để các bạn thấy rõ như thế này. Bây giờ tôi nói ở Mỹ nha. Các bạn thấy ở Mỹ này, ở Mỹ thì một mũi ít nhất được 64%, mà hai mũi là 55%, cũng chưa đạt 70 nhé, ở Mỹ cũng chưa đạt 70%. Nhưng mà mũi thêm nhé là 0,8%. Như vậy các bạn thấy ngay cả ở Mỹ mà tỷ lệ tiêm hai mũi vẫn chưa đạt 70%. Không phải Mỹ thiếu vaccine đâu, dân nó đắt chích, dân bá đạo lắm, ăn chịu chích. Đạt tới mấy phần trăm rồi, 70% đâu, ham chịu chích nữa. Bây giờ chính phủ Mỹ yêu cầu là dân chích, mà nó cái lì cái mặt mày, nó không chịu chích. Có những người ở đây người ta chống vaccine, người ta không cần chích, người ta chống, người ta không chích, tự do nó vậy, tự do nhiều khi nó mệt, nó giỡn, nó không chích. Mà ở Mỹ hiện nay là có bắt đầu mũi thứ ba rồi, mũi thêm, ông Biden vừa rồi chích mũi thứ ba. Như vậy các bạn thấy không, Việt Nam vốn dĩ bây giờ làm công tác ngoại giao vaccine đã khó khăn rồi, bây giờ nó lại càng khó khăn, tại vì những nước tiên tiến người ta sẽ chích mũi ba,
và Mỹ là người làm đầu tiên gọi là mũi thêm. Hiện nay là ông Biden đã chích, ông Biden tổng thống Mỹ đã chích mũi ba rồi đó, tôi thấy ngày hôm qua. Và Canada đang nhấp nhé cái chuyện đó. Hiện nay Canada chưa nói gì cả, đang nhấp nhé cái chuyện đó, và tôi nghĩ rằng dân Canada sẽ chích mũi thứ ba. Dân Mỹ sẽ làm trước, dân Canada làm thứ gì, và tiếp tục dân châu Âu nó cũng sẽ làm như vậy, Úc nó cũng sẽ làm như vậy. Như vậy các bạn thấy tình hình này, cái ngoại giao vaccine của Việt Nam nó sẽ gặp khó khăn, tại vì những nước tiên tiến thế này người ta sẽ chích mũi thứ ba nữa. Như vậy người ta không cho, người ta sẽ không cho nữa, tại vì người ta để dành để người ta chích cho dân người ta, phải lo dân bên này trước chứ, dư thừa thì mới đi cho người khác, nguyên tắc là vậy rồi. Cho nên tình hình mà xin vaccine ở Việt Nam với những nước mà cái phát triển nó là sẽ rất khó khăn, bởi vì những nước phát triển người ta sẽ dự trữ vaccine để chích mũi thứ ba cho dân người ta. Bây giờ tôi cho các bạn xem số liệu của Canada nhé. Đây số liệu Canada, Canada thì số liệu cao hơn, dân Canada dễ bảo hơn. Canada này, một mũi 77%, hai mũi 71%. Như vậy đã đạt 70% rồi đó. Như vậy Canada hai mũi đạt 71%, mà đã tính toàn Canada nhé, chứ còn tỉnh riêng cái tỉnh tôi ở này hình như là 80-90% như rồi, riêng cái chỗ tôi ở 80-90%. Đây người ta tính bình quân cả dân Canada, tại vì ở Canada có nhiều chỗ ít dân người ta không chịu chích, người ta chống vaccine, gọi là anti vaccine, chống vaccine không chích, đéo chích là người ta. Đang dân cường ghê lắm, đi biểu tình nó không chích, rất nhức đầu với cái chuyện đó. Nhưng mà dù sao thì ở Canada chích tới 70% rồi, bình quân nha, bình quân cả nước luôn, chứ còn chỗ tôi ở như 80-90 tôi cũng để ý nữa, rất tỷ lệ rất là cao rồi các bạn. Tôi đưa các bạn xem để các bạn so sánh, ở Việt Nam cái tỷ lệ tiêm vaccine rất là thấp, còn những cái nước khác nó đều cao hơn Việt Nam. Và cụ thể tôi đang nói ở Canada, Mỹ này, Mỹ 50-mấy% hai mũi, Canada 71% hai mũi. Bây giờ tôi nói Canada các bạn nhé. Như vậy cái tỷ lệ tiêm vaccine ở Canada đạt được tiêu chuẩn của giới chuyên môn, ít nhất 70%, đúng không? Mà các bạn nên nhớ cái dân Canada chích đa số là Pfizer và Moderna, đa số như vậy. Canada duyệt được ba loại vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca, mà AstraZeneca chích cỡ 1 tháng 2 tháng vất không chích nữa, không ai chích nữa, dẹp. Và ông thủ tướng tôi cho vào của nhóm COVAX 17,7 triệu liều vaccine AstraZeneca, dân Canada chê không chích nữa. Còn ở Mỹ không duyệt vaccine AstraZeneca, Mỹ chế, không có duyệt. Cho nên đa số dân Canada là chích Pfizer và Moderna, mà tôi nghĩ Pfizer nhiều hơn. Pfizer người ta chọn nhiều hơn, tôi chọn Pfizer. Hồi nãy tôi đưa các bạn coi tỷ lệ chích dân Canada rồi, 2 mũi 71%, mà chích 2 mũi Pfizer hoặc là Moderna. Nhưng mà các bạn biết không, ngày nào cũng mấy trăm ca nhiễm, ngày nào cũng có cả mấy trăm ca, ngày nào có mấy trăm ca hết. Như vậy các bạn tính ngày cho 200 đi, thì một tuần như vậy là gần 2.000 ca mẹ rồi, tuần nào có 2.000 ca, 2.000 ca hết đó. Trong khi dân tình là tỷ lệ tiêm rất cao, toàn dân là 71% hai mũi, mà hai mũi Pfizer Moderna nhé, mà ngày một tuần là coi như là gần 2.000 người bị nhiễm. Kinh dị không? Kinh khủng không các bạn? Mà Canada nha, đất rộng người thưa, người cách người 2 mét vô tư, thậm chí 20 mét được, 200 mét cũng có luôn. Cái điều kiện chống dịch rất là dễ, tại vì do có hoàn cảnh như vậy, đất rộng người thưa, ăn uống đầy đủ, dân đây giàu, dân đây thu nhập cao lắm, thiếu ăn nhà nước cho liền, ăn uống mạnh khỏe, tập thể dục thường xuyên y như ông bác sĩ hồi nãy tôi kể các bạn nghe đó. Tất cả những cái điều mà ông bác sĩ Bạch Mai ông dặn cái ông Lý ở quận 6 như thế nào, dân Canada coi như là không những đáp ứng được mà còn đáp ứng cao hơn cả bác sĩ nữa. Nhưng mà ngày tuần nào có 2.000 ca nhiễm. Bây giờ tôi hỏi các bạn Việt Nam, ở Việt Nam cái tỷ lệ mà hai mũi vaccine rất là thấp như vậy, ngay cả ở thành phố Hồ Chí Minh mà được có 40-mấy%, 43%,
còn một nửa nữa mới đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Ở đây tôi chưa nói hai loại vaccine gì nhé, còn chích vaccine mà giống nước lạnh thì coi như là giống như không, tôi ở đây tôi không nói. Dân số thì đông, mật độ thì cao, người cách người 2 mét rất khó. Sức đề kháng của người Việt Nam rất thấp, thể hiện qua cái đợt vừa rồi các bạn thấy rồi, sức đề kháng rất thấp. Có ăn uống gì đâu cho mạnh, có ăn uống gì đâu cho mạnh. Bình thường người Việt Nam đã ăn ít rồi, ít chất bổ dưỡng rồi, mà cái đợt này giao cho mấy tháng nữa coi như là lụng bại luôn, giống như cua mà gãy càng, lết thế này đi cũng được nữa, làm sao mà mạnh được. Điều kiện chống dịch khó khăn, vaccine thì thiếu thốn, người thì đông như kiến, cách 2 mét rất khó, môi trường thì không có trong sạch, vốn dĩ đã ô nhiễm rồi, vaccine thì thiếu thốn, cơ thể thì yếu. Cho nên như lúc nãy đầu viết tôi nói các bạn, khi mở cửa thế này là dịch bệnh nó sẽ tăng, dịch bệnh tăng thì người chết tăng, và lúc đó người ta sẽ đóng cửa lại. Đó các bạn thấy Canada đó, 71% chích hai mũi Pfizer Moderna, đất đai thì rộng rãi thênh thang, người cách 200 mét cũng được, đừng nói 2 mét, 200 mét ok luôn. Dân chúng thì ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, nhà cửa thoáng mát, không lo lắng tối ngủ ngon giấc. Thế mà tuần nào cũng 2.000 ca nhiễm cả, ghê em các bạn. Bây giờ các bạn có tưởng tượng đi, bây giờ khi mà ở Việt Nam mở cửa hết như vậy, với cái điều kiện như vậy, thì tôi hỏi các bạn một ngày bao nhiêu ca nhiễm, các bạn tự tính đi, các bạn đừng có để ý con số người ta đưa ra, các bạn tự lấy con số Canada tôi là chính xác 100%, người ta không bao giờ người ta giấu cái gì hết, dịch bệnh mà giấu con mẹ, bên này họ không có khái niệm mà giấu dịch, thậm chí nói thêm nữa, nói thêm để được tiền. Thì các bạn có lấy tạng con số các bạn nhân ra gấp bao nhiêu lần đi, thì các bạn sẽ đoán được là số người nhiễm và số người chết ở Việt Nam khi mở cửa ra là bao nhiêu. Và các bạn cũng có thể ước tính hiện nay Việt Nam người nhiễm bao nhiêu, người chết bao nhiêu, các bạn thừa tính được. Các bạn đừng có xem con số họ, họ thích nói gì họ nói, họ đừng có tin, tại vì nó không có thật. Bây giờ tôi đi vấn đề cuối cùng nha, là khi mà người ta mở cửa như vậy, tôi khuyên các bạn về quê, thì liệu các bạn có về được hay không? Nếu ai về được cứ về nhé, mà các bạn ở miền Nam chưa chắc về được. Sau đây tôi đưa các bạn xem. Đây là tờ báo Tuổi Trẻ Online, mới ăn kèn, ngày 29 tháng 9 này. 14 tỉnh thành vùng đỏ không ra khỏi khu vực vì sao? 4 tỉnh thành vùng đỏ như sau. Nhiều nơi kiến nghị chính phủ cần có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30 tháng 9 không để người dân từ 4 tỉnh thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai tự phát đi về các địa phương. Như vậy các bạn thấy mấy cái nơi khác người ta sợ dân 4 tỉnh mà người ta cho là vùng đỏ, tôi đọc các bạn nghe đó, đề nghị không được cho đi về. Tại vì người ta biết chắc chắn rằng những người ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai gì đó, khi mở cửa người ta chạy về quê hết. Và bây giờ những cái chỗ khác đề nghị không cho 4 thằng này đi về. Không cho về, không phải dễ về đâu nhé. Ghê không? Tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục nha, đây, không cho đi về đây. Dưới này có cái tin gì không? Rồi nha. Không cho về vào. Cho về thì thôi, bây giờ tôi đọc nha. Tôi đọc tiếp cái tờ báo tôi online đó. 2,1 triệu người mong được về quê. Mong được về quê, người ta thống kê là 2,1 triệu người rồi. Bây giờ theo ông Hùng. Ông Hùng này là Thứ trưởng Bộ Công an. Ông nói này, hiện các tỉnh khác tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 toàn dân còn rất thấp. Thấp như hồi nãy tôi đưa các bạn quay đó. Nếu không kiểm soát được người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Như vậy các bạn thấy ông nói đây, các tỉnh khác ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tiêm 2 mũi là cao nhất, 43% là cao nhất ở đó, còn mấy tỉnh khác được có 3-4-2%. Mấy cái tỉnh khác tỷ lệ tiêm thấp quá, bây giờ người ta sợ mở cửa ra là dân Thành phố Hồ Chí Minh nó về quê, nó đem bệnh về chết mẹ họ luôn, họ sợ vậy đó. Người ta biết các bạn là chuẩn bị về quê, người ta biết hết đó. Cho nên người ta vừa đề nghị nha, sau ngày 30 không được cho 4 cái thằng này đi về quê, khóa lại, người ta gọi là 4 vùng đỏ. Lý do người ta sợ
là người ta không cho các bạn về quê, các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh về quê, là người ta sợ các bạn đem bệnh về cho người ta, tại vì tỷ lệ tiêm vaccine của người ta rất thấp. Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là 43%, ở Hà Nội là 19%, đúng không? Nhưng mà ở các tỉnh nhỏ nhỏ là nó 3, 4, 2% thôi, họ không cho về. Tiếp tục nha. Bộ Công an đề nghị Thủ tướng chỉ đạo 4 tỉnh thành nắm chắc từng người dân, ghê giờ, nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại. Để vận động ở lại. Như vậy người ta sẽ khuyên các bạn á, người ta vận động, người ta khuyên thôi đừng về quê nữa. Ở lại đi, đừng có về nữa nha. Người ta sẽ khuyên các bạn ở lại. Không cho về. Tin buồn đó nha, tin buồn đó nha. Tiếp tục. Tiếp tục nha, xin lỗi. Tiếp tục nha. Khi người dân ở lại là phải cam kết tiêm vaccine, miễn giảm tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt, cũng như hỗ trợ việc làm để tạo thu nhập cho người dân yên tâm trở lại. Liệu người ta có làm được không các bạn? Bây giờ họ không cho bạn về quê đó, họ động viên bạn ở lại. Mà bạn ở lại tiền đó bằng sống. Nhất là những bạn ở nhà trọ, tiền 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 có tiền, bây giờ nhà trọ cũng có tiền luôn, ăn uống cũng có luôn, việc làm cũng có luôn. Bây giờ người ta nói, người ta động viên các bạn ở lại, nhưng mà người ta sẽ hỗ trợ tiền nhà trọ các bạn. Một là người ta cho tiền các bạn để trả tiền trọ, hai là nó bắt thằng nhà trọ nó giảm tiền xuống. Cái này hơi căng đó nha. Và tạo công ăn việc làm cho bạn để bạn có thu nhập, và giúp cái bạn này, giúp bạn thế kia để bạn ở lại. Đó là người ta nói các bạn, để xem thử người ta làm được hay không. Từ từ hãy tính. Chứ còn tinh thần là người ta động viên các bạn ở lại, ở lại đi, ở lại đi. Mà các bạn hỏi ở lại lấy gì tôi ăn, lẫn lơ lơ không nói gì hết, để xem tôi nó có đúng không. Nói hai bao giờ nó làm hai hết trơn, hỗ trợ tiền trọ, tạo công ăn việc làm, vân vân để người ta có thu nhập, nó dốc. Đến khi đến ngày sau ngày 30 về về không, ở lại đi, ở lại đừng về nữa. Đó là người nó đàng hoàng. Còn mà không đàng hoàng đó, ở lại không đi đâu hết, còng cổ. Cũng giống như tôi qua cái video có cái bà nào mà bắt tái Covid-19 chịu test, nó đạp cửa nó vô, nó còng tay, nó bắt nó ngồi, nó quay 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 cái lỗ mũi. Tôi chưa thấy cái nước nào mà thử Covid-19 trong Việt Nam. Một cái bà đàn bà con khóc oe vô đạp cửa người ta, rồi còng tay còng chân, nó đè xuống mới quay quay cái lỗ mũi. Tôi lại luôn, tôi chưa thấy cái nước nào mà chống dịch cũng như là giỏi như Việt Nam. Đọc tiếp tục. Các bạn á thì động viên ở lại nhé, nhưng mà khuyến khích doanh nghiệp đón người dân từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc, lãnh đạo các địa phương khác chỉ đạo công an quân đội phát hiện sớm các đội nhóm kêu gọi người dân về quê để tự phát để xử lý. Nghe ghê chưa, mới nó đàng hoàng vậy đó. Mới nó đàng hoàng đó. Động viên người dân ở lại đừng có về nữa, rồi tạo điều kiện cho họ, có lẽ là nói là cho thêm tiền hay là giảm bớt nhà trọ rồi tạo công ăn việc làm, động viên ở lại, mà câu dưới cút liền. Câu dưới cút liền phải phát hiện kịp thời những ai mà có ý đồ về quê bắt xử lý. Nó ở trên nó viết vậy mà dưới nó cút liền, trong một cái bài mà cách nhau có mấy dòng. Bá đạo thiệt á. Và các bạn cũng nghe tôi đọc á, dân á thì bắt ở lại thành phố, không cho về quê, về quê bắt xử lý, đúng không? Nhưng mà cho phép khuyến khích doanh nghiệp á, là kêu gọi công nhân ở quê lên thành phố làm việc. Các bạn thấy nghịch lý không? Người ở thành phố đang kẹt ở thành phố muốn về quê, người ta tránh dịch không cho người ta về, bắt người ta ở lại, mà ai về xử lý điện. Nhưng mà lại cho doanh nghiệp kêu gọi công nhân từ quê lên thành phố làm việc. Các bạn thấy điều này rất là mâu thuẫn. Về quê thì không cho về, mà đem người quê lên lại thành phố thì cho. Tại vì các bạn biết đó, khi người ta chuẩn bị mà phong tỏa cái đợt trước đó, thì rất là nhiều người về quê, cái đợt này về quê nhiều lắm, thả cho về quê. Các bạn nhớ có người hai vợ chồng mà chở đứa con mới sinh được 11 tháng, 11 ngày mà chạy từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy về Nghệ An. Kinh dị. Chạy một đoàn qua
một đoàn người rầm rộ của Đại Hải Vân, mà có một cái cô giáo dạy tiếng Anh ở trường Duy Tân, cô lên tiếng, cô thấy có bất mãn, cô lên tiếng, vẫn đuổi học cô, các bạn nhớ không? Thì bây giờ người ta khuyến khích doanh nghiệp là kêu gọi công nhân về lại thành phố làm việc, công nhân mà đã về quê rồi về thành phố làm việc. Như vậy điều đó chứng tỏ như các bạn, người ta không cần quan tâm dịch bệnh ở thành phố. Bây giờ nó đã bệnh rồi, cho mày bệnh luôn kệ mẹ mày, mày không được về quê. Về quê là người ta nói là đang vì dịch bệnh về quê, nhưng mà thật ra người ta sợ là các bạn bỏ về quê thì không ai làm việc, mà không ai làm việc thì doanh nghiệp nó không hoạt động được, mà doanh nghiệp nó không hoạt động được thì nó không có tiền nộp thuế nhà nước, mà không có tiền nộp thuế nhà nước thì nhà nước không có tiền để nuôi quân, nên họ không cho các bạn về. Và người ta làm ngược lại, người ta cần khuyến khích doanh nghiệp là kêu mấy cái thằng quê ở quê lên thành phố làm việc, mặc dù dân quê nó đâu, nó tỷ lệ tiêm vaccine rất là thấp, tại vì thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ cao nhất 43%, ở quê là càng thấp nữa, nhiều khi nó chưa tiêm vẫn kêu về. Có nghĩa rằng là người ta không có sợ dịch bệnh, cứ về để làm việc cái đã, để cho doanh nghiệp hoạt động, như tôi nói lúc nãy, để nhà nước thu thuế và có tiền chấm hết, mục tiêu là người ta là vậy. Như vậy các bạn ở quê này, các bạn đã trốn khỏi thành phố rồi thì hãy ở yên đó đi, theo ý tôi là như vậy. Bây giờ mọi người ở thành phố đang tìm cách về quê, các bạn thấy hồi nãy tôi đọc đó, gần 2,5 triệu người có nhu cầu về quê nhưng mà họ không cho về. Thì bây giờ cớ sao các bạn đã ở quê rồi, các bạn đã thoát khỏi cái địa ngục rồi, bây giờ người ta kêu gọi các bạn lên làm việc, các bạn hứng hở, các bạn tưởng hết dịch các bạn lên làm việc, khoai chừng dính bẫy, coi như đường bằng đi đường núi chơi vậy đó. Đường bằng đi đường núi. Đây tôi đưa lại nha, tôi đưa lại các bạn coi này. Đây này. Đây, xin lỗi nha. Đây. 2,1 triệu người mong được về quê. Mong được về quê này. Mà trong khi tôi còn giữ lại nha, tôi qua giữ lại này. Khuyến khích các doanh nghiệp đón người dân từ các tỉnh quay lại thành phố làm việc. Lãnh đạo các địa phương khác chỉ đạo công an, chỉ đạo công an quân đội nha, ghê không? Phát hiện sớm các đội nhóm kêu gọi người dân về quê tự phát để xử lý. Ghê không? Nhưng mà các bạn thấy đây gì nữa? Ở thành phố bây giờ có 2,1 triệu người là mong muốn về quê mà họ không cho về. Bây giờ yêu cầu này, quân đội cảnh sát này, đó hai cái nhóm mà tôi nói canh giữ hòa bình thế giới đó. Hai cái nhóm này nó phải có lương, nhưng có lương nó thả sống thế này. Phát hiện thằng nào, cái nhóm nào mà tự về quê, bắt xử lý, tức là họ không cho các bạn về quê, bắt phải làm việc. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp kêu gọi mấy cái người ở quê lên thành phố làm việc. Các bạn thấy không? Mục tiêu của họ là như vậy. Theo ý tôi, nếu bạn nào mà đã thoát được thành phố rồi thì chớ vội mà lên thành phố, mà quay lại thành phố làm việc. Nhiều bạn thấy công việc có lương có bổng lên, nghỉ hết dịch rồi đi lên đó là dính chùm và làm việc đông người, dịch bệnh nó sẽ tan và người ta sẽ đóng cửa lại, và đóng cửa lần sau này nó sẽ nặng nề hơn rất nhiều so với hiện nay mà các bạn đang bị. Mà các bạn này đã thoát nạn về quê rồi, bây giờ nghe tiếng gọi con tím mà nhẹ dạ cả tiếng mà quay lại, nói về làm việc tới làm việc đi, lương chừng này lương chừng kia, coi chừng là xa vào lầy đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Như vậy là tôi chia sẻ tới tận tập 3 nội dung của các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký, hãy bấm đăng ký các bạn. Bấm đăng ký nha, bấm cái chuông này nha. Kênh Phiêu Đồng Bắc Hồ và cả kênh Phiêu Đồng nằm ở dưới cái phần mô tả. Nếu bạn chưa đăng ký nha, để khi tôi live stream thì tự nhiên YouTube nó báo các bạn liền. Có nhiều bạn nói tôi tìm kênh ông Hoàng được. Khổ vậy. Và nếu các bạn nào thấy cái live stream này hay, vui, bổ ích, các bạn hãy like giùm tôi một cái để tôi ngủ ngon. Tôi khoái like ghê, không biết vì sao tôi thèm like, không biết nữa. Không biết vì sao. Các bạn like giùm tôi nhé, like một. Và share trên Facebook cho nhiều người cùng xem. Phiêu Đồng rất cảm ơn. Rất cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe. Và chúc các bạn Việt Nam nhanh chóng vượt qua đại dịch này. Và tôi
nhắc lại một lần nữa, tôi chia sẻ các bạn lần nữa, các bạn hết sức cẩn thận cho riêng mình, đề phòng hết sức cẩn thận, đừng có chủ quan. Phi Đồng rất cảm ơn. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn vui vẻ. Thank you, thank you, bye bye.